MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 244. Hai cái lục minh, giao thủ gần 100 chiêu, cuối cùng, quá khứ thân bị thua, chấm dứt. Quá khứ thân, dù sao đã mất đi chiến tự quyết, chiến lược có chỗ yếu bớt. Kết thúc giao thủ, hai cái lục minh phân biệt rời đi, tinh tế cảm ngộ giao thủ đoạt được. Một năm về sau, ta làm như thế nào rời đi đây? Lục minh hiện tại thân nói nhỏ. Hắn dự định rời đi long tộc mẫu tinh, xem có thể hay không tìm tới Thu Nguyệt. Dù sao, tu luyện cấm kỵ chi lực đợi ở long tộc mẫu tinh tác dụng, cũng không có tu luyện thần lực lớn. Cấm kỵ chi lực tu luyện, mặc dù cũng cần đủ loại năng lượng, nhưng chỉ là sẽ có thể lượng chứa đựng ở mỗi một cái tế bào, tăng cường bản thân tiềm lực. Muốn tăng cao tu vi, còn cần không ngừng tu luyện, khai phát tiềm lực, mới có thể làm được. Cho nên, có ở đó hay không long tộc mẫu tinh, đối với hiện tại thân mà nói, khác nhau không phải đặc biệt lớn. Còn có một cái, khai phát bản thân tiềm lực, cần áp lực, cần đại chiến. Chỉ có ở áp lực bên trong, tại đại chiến bên trong, ở sinh tử tôi luyện bên trong, tiềm lực của hắn, mới có thể nhanh chóng bị khai phát ra tới. Ở long tộc mẫu tinh, thiếu khuyết loại điều kiện này, hắn tiến bộ rất chậm. Hiện tại, hắn tu vi vẫn tương đương với thần quân tam trọng, mà quá khứ thân, đều nhanh đột phá thần quân ngũ trọng. Hơn nữa, quá khứ thân hiện tại lại lần nữa tu luyện mặt khác mấy loại thần lực. Chỉ có thần lực nắm trong tay càng nhiều, đi đường này, tương lai mới có thể đi càng xa, mới có thể siêu thoát. Nhưng là Lục Minh có chút phát sầu, làm như thế nào ra ngoài đây? Hắn đương nhiên có thể bay thẳng ra ngoài, nhưng là, long tộc mẫu tinh bên ngoài, khẳng định còn có hồng hoang vũ trụ các đại chủng tộc cường giả trấn thủ, hắn dạng này tùy tiện bay ra ngoài, sợ rằng sẽ bị hoài nghi. Ngươi đang vì đi ra sự tình phát sầu. Phi Hoàng dậm chân mà đến, nghe được Lục Minh mới vừa thì thào nói nhỏ. Tiền bối nhưng có thượng sách. Lục Minh hỏi. Đương nhiên là có. Trả lời Lục Minh vấn đề không phải Phi Hoàng, mà là Ngao Thiển. Ngao Thiển, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lục Minh một bên. Mẫu tinh bên trên, có một cái lối đi bí mật, coi như thiên cung đều không biết, ngươi nhưng từ cái kia lối đi bí mật, lặng lẽ rời đi, không có người sẽ phát hiện. Ngao Thiển nói. Vậy thì tốt quá. Lục Minh đại hỉ, đón lấy, lại hỏi tiền bối, vãn bối nghĩ xin hỏi một chút. Bây giờ mới có thể tiếp cận thiên cung đây. Ngươi là đi tìm ngươi cái kia tiểu tình nhân à? Ngao Thiển mỉm cười nói. Một bên, Phi Hoàng khóe miệng hơi hơi câu lên, trong lòng nói một câu, gia hỏa này, cùng hắn cái vị kia cha vợ một dạng, cũng là một cái đa tình loại. Khù khù. Lục Minh có chút lúng túng làm ho hai tiếng, ở Tạ Niệm Khanh sư tôn trước mặt nói vấn đề này, lấy hắn mặt mo, cũng không khỏi hơi đỏ lên. Muốn tiếp cận thiên cung, chỉ có một cái biện pháp, kia liền là trở thành thiên cung thiên binh. Ngao Thiển nói. Thiên binh. Lục Minh nghi hoặc. Hắn đối thiên cung, hiểu rõ quá ít, chỉ biết là có bao nhiêu tòa thiên cung, cụ thể có bao nhiêu tòa, hắn đều không biết. Cụ thể tên gọi là gì, cũng căn bản không biết, chỉ biết là một tòa mộng huyễn thiên cung. Thiên địa, tổng cộng có 5 tòa thiên cung, theo thứ tự là mộng huyễn thiên cung, tử vi thiên cung, thần cơ thiên cung, hồng mông thiên cung, 4 tòa này thiên cung. Phân biệt trấn thủ hồng hoang vũ trụ 4 cái phương vị. Ngao Thiển nói. Không phải còn có cuối cùng một tòa thiên cung sao? Lục Minh tò mò hỏi, thiên cung không phải có 5 tòa sao? Ngao Thiển nói chỉ là 4 tòa. Tòa thứ 5 thiên cung, rất thần bí. Vừa nói, Ngao Thiển lắc đầu, tựa hồ không nguyện nhiều lời, Phi Hoàng cũng không có mở miệng. Thiên cung chúa tể, là thiên nhân tộc, cái chủng tộc này, cũng rất thần bí, không ở hồng hoang vạn tộc bảng hàng ngũ, cũng vô cùng cường đại. Vượt qua bất kỳ một cái nào chủng tộc, nhưng là, thiên nhân tộc nhân số, dù sao không nhiều, không cách nào khống chế toàn bộ hồng hoang vũ trụ, cho nên, có đôi khi sẽ tuyển nhận một số người, tỉ như các tộc đỉnh cấp thiên kiêu, trở thành thiên binh, đại lực bồi dưỡng, chỉ cần trở thành thiên binh, mới có thể tiếp cận thiên cung. Ngươi bây giờ cấm kỵ chi thể, cải biến sinh mệnh bản nguyên, coi như tiến vào thiên cung người cũng nhận ngươi không ra, trừ phi đụng phải không cách nào tưởng tượng tồn tại. Bất quá loại kia tỷ lệ không lớn, ngược lại là không có gì lo lắng. Ngao Thiển nói. Vậy như thế nào mới có thể trở thành thiên binh đây? Lục Minh lại hỏi. Thiên cung thường cách một đoạn thời gian, sẽ từ hồng hoang vũ trụ tuyển nhận một nhóm người, thời gian không biết, số lượng không biết, người chỉ có thể chờ đợi. Ngao Thiển nói. Đa tạ tiền bối.
Lục Minh cảm tạ. Tất nhiên dạng này, hắn chỉ có rời đi trước Long tộc mẫu tinh, ở hồng hoang vũ trụ sông sáo, thuận tiện nghe ngóng tin tức, nếu như thiên cung tuyển người, hắn liền giả ý trở thành thiên binh, tìm hiểu thu nguyệt tin tức. Tiền bối, cái lối đi kia ở đâu, có thể đưa ta ra ngoài sao? Lục Minh hỏi. Không vội, ta trước cho ngươi một vật. Ngao Thiền mỉm cười, sau đó vung tay lên, một bộ trận bàn, bay ra. Đây là trọn vẹn trận bàn, tổng cộng có 36 khối. Một bộ này trận bàn, chính là rất nhiều năm trước, ta mời thời không linh thử một vị đại năng bí mật luyện chế, một khi kích phát, có thể trực tiếp mở ra một đầu lỗ sâu, nối thẳng Long tộc mẫu tinh, ngươi mang theo à? Ngao Thiền nói. Cái này, Lục Minh chấn kinh, lại có bảo vật như vậy. Một khi kích phát, có thể mở ra một đầu lỗ sâu, trở lại Long tộc mẫu tinh, bậc này công năng, thực sự nghịch thiên. Tiền bối, bảo vật này, quá chân quý. Lục Minh nói, có chút xấu hổ thu. Ngươi cũng đừng không có ý tứ, ta cho ngươi bộ này trận bàn, là có yêu cầu, thần Long tộc năm đó cường thịnh đến cực điểm, toàn bộ vũ trụ đều có thần Long tộc phân bố, nhưng là bây giờ, những cái này phân tán đến các nơi thần Long, cũng rất thảm, biến thành tòa kỵ hoặc là chiến thú, thảm hại hơn, còn biến thành các tộc đồ ăn. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay, mang theo bộ này trận bàn, một khi có phát hiện thần Long, liền sẽ đối phương truyền tống về Long tộc mẫu tinh. Nếu như vậy, cũng có thể để thần Long tộc lực lượng càng tập trung, tương lai nhiều một ít lực lượng. Ngao Thiền giận dữ nói. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta đụng phải thần Long nhất tộc, nhất định dốc hết toàn lực, đem đưa về Long tộc mẫu tinh. Lục Minh ánh mắt kiên định nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngao Thiền hài lòng gật đầu. Lại nói, nhưng bộ này trận bàn, mở ra cần một chút thời gian, ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là ở trong đại chiến, nhớ không kích phát, trừ phi ở thời gian sung túc tình huống phía dưới, mới có thể dựa vào thoát hiểm. Ván bối đã hiểu. Lục Minh gật gật đầu, đem trận bàn cất kỹ. Đi thôi. Đón lấy, Ngao Thiền vung tay lên, một cỗ lực lượng bao phủ Lục Minh, sau một khắc, bọn họ liền đi tới Long tộc mẫu tinh một cái khác địa phương. Ngao Thiền đưa tay trên không trung nhấn một cái. Hư không lập tức sóng gió nổi lên, xuất hiện một con đường. Đi thôi. Ngao Thiền nói. Tiền bối, cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền. Hảo hảo tu luyện, ta chờ mong ngươi trưởng thành, chấn áp vũ trụ ngày đó. Ngao Thiền mỉm cười, tràn đầy chờ mong. Lục Minh trịnh trọng gật đầu, sau đó bước ra một bước, thân thể vọt vào thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng có thể trưởng thành, dài đằng đẵng tuế nguyệt trường hà bên trong, con đường cấm kỵ chi thể. Đều là nhiều tai ương, chết số lượng cũng không ít. Ngao Thiền khẽ nói một tiếng. Lục Minh phảng phất xuyên qua hư không vô tận, không lâu sau đó, hắn xuất hiện ở một mảnh tinh không. Đi ra. Lục Minh dò xét bốn phía, đập vào mi mắt, là trời sao mênh mông vô ngần, tinh thần điện xuyết ở bóng tối tinh không. Nơi này, là ở chỗ nào? Lục Minh suy nghĩ, sau đó lấy ra một bộ tinh đồ. Loại này tinh đồ, là Lục Minh đánh chết các tộc thiên kiêu. Từ đối phương nơi đó có được, dùng rất thuận tiện. Thần lực đưa vào tinh đồ bên trong, lập tức, một bộ mênh mông tinh đồ nổi lên. Phía trên là từng khối sáng chói tinh quang, từng cái tinh quang, đều đại biểu một cái tinh vực. Vô tận sao vực, tô điểm ở phía trên. Bước này tinh đồ, tương đối cuồn cuộn, không biết bao gồm bao nhiêu tinh vực. Phía trên, có một cái địa phương, có một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ, đại biểu khu vực vị trí Lục Minh. Mở rộng, Lục Minh hướng về cái kia điểm đỏ, lập tức, chung quanh khu vực cái kia điểm đỏ, nhanh chóng mở rộng lên, tinh vực tầm đó, cũng rõ ràng. Mà chung quanh những cái kia tinh vực, ở bắt đầu mơ hồ. Rất nhanh, Lục Minh liền làm rõ ràng vị trí khu vực hắn. Long tộc mẫu tinh ở bên kia, khoảng cách ta hiện tại vị trí tinh không, chỉ cách nhau một cái tinh vực, khoảng cách không phải rất xa, đi xem một chút. Lục Minh trong lòng hơi động. Hắn nghĩ trở lại Long tộc mẫu tinh bên ngoài, nhìn xem tình huống bây giờ như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng muốn thí nghiệm một chút, người khác đến cùng có thể hay không nhận ra hắn. Mặc dù, Ngao Thiền cùng Phi Hoàng đều nói qua, Thiên Quân cũng không thể nhận ra hắn, nhưng là không có bản thân thử qua, trong lòng vẫn là có chút không chắc. Bá! Lục Minh tâm niệm vừa động, hắn toàn thân mỗi một tế bào, cũng hơi rung động, một cỗ lực lượng từ mỗi một tế bào bên trong bộc phát ra. Bá! Lục Minh trực tiếp phá mở hư không, bằng tốc độ kinh người, hướng về Long tộc mẫu tinh phương hướng bay đi, cái này tốc độ, đã xa xa ở tốc độ ánh sáng phía trên, thậm chí vượt qua thần quân lấy truyền tống đại trận tốc độ đi đường. Không gian phá mở, Lục Minh cấp tốc tiến lên,
Cũng không đến bao lâu, hắn liền đi ngang qua một cái tinh vực, đi tới Long tộc mẫu tinh phụ cận. Y nguyên có rất nhiều cao thủ. Lục Minh vừa đến Long tộc mẫu tinh phụ cận, cũng cảm giác được bốn phía tinh không có thật nhiều đạo cường đại khí tức. Những khí tức này phi thường thu liễm bí ẩn, nhưng y nguyên bị Lục Minh bắt được. Đồng thời, có mấy cỗ cường đại khí tức quét về phía Lục Minh. Lục Minh bảo trì bình tĩnh, bất động thanh sắc. Mấy cỗ khí tức kia đảo qua Lục Minh, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, sau đó lại biến mất không thấy. Quả nhiên không có phát hiện. Lục Minh ánh mắt sáng lên một cái. Hắn bây giờ cùng trước kia so ra, hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng, sinh mệnh bản nguyên đều phát sinh biến hóa, đối phương tự nhiên không phát hiện được. Lục Minh bất động thanh sắc, hướng về Long tộc mẫu tinh tới gần. Rất xa, một cái tinh cầu khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ tinh cầu, bị một tầng mê vụ bao phủ, nhìn không thấu tình huống bên trong. Mà ở một vùng chu vi một chút thiên thạch bên trên, y nguyên có không ít thân ảnh dừng lại. Là một chút chủng tộc nhân vật thiên kiêu. À, đó là Dực nhân tộc. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, phát hiện cách đó không xa một cái thiên thạch bên trên, hội tụ một chút trẻ tuổi Dực nhân tộc. Cái này tuổi trẻ Dực nhân tộc, tựa hồ đang thương nghị cái gì? Thiên nhĩ thông. Lục Minh trong lòng hơi động, một loại bí thuật liền vận chuyển mà ra. Thiên nhĩ thông cũng là Lục Minh trước đó tu luyện hơn 100 loại bí thuật một trong số đó, tu luyện thành công về sau, có thể khiến cho thính lực phóng đại. Lục Minh đem tu luyện thành bí thuật phù văn, dung nhập vào trong lỗ tai. Lỗ tai của hắn hơi hơi rung động, sau đó, từng đạo thanh âm, liền truyền tới. Kia Lục Minh, quá ghê tởm, quả thực tội đáng chết vạn lần a. Không sai, còn có những cái kia Long tộc dư nghiệt, cũng là như thế, bây giờ Lục Minh cùng Long tộc thông đồng một mạch, quả thực đáng giận. Ta Dực nhân tộc nhiều như vậy thiên kiêu chết ở bên trong, thù này, chẳng lẽ liền không báo? Có thể Lục Minh cùng Long tộc dư nghiệt, trốn ở Long tộc mẫu tinh bên trong, Long tộc mẫu tinh không chỉ có vạn long ấn loại này kinh khủng đại trận, còn có đáng sợ cường giả còn sót lại, chúng ta căn bản vào không được, càng đừng nói báo thù. Những cái này Dực nhân tộc một bên nghị luận, một bên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối dáng vẻ. Hắc hắc, muốn báo thù, không nhất định phải tiến vào Long tộc mẫu tinh. Lúc này, một cái Dực nhân tộc thanh niên cười lạnh một tiếng. Ngươi có biện pháp? Mặt khác Dực nhân tộc người, nhao nhao nhìn về phía người này. Bây giờ, vũ trụ bên trong, thế nhưng là còn có thật nhiều mặt khác thần long tồn tại, chúng ta chỉ cần tìm được những cái này thần long, đem ngược sát, sau đó phát đến mộng huyễn thần ngọc bên trong, kia Lục Minh cùng Long tộc dư nghiệt nhìn thấy, có thể hay không tức hộc máu. Cái kia Dực nhân tộc thanh niên nói. Mặt khác Dực nhân tộc thanh niên, con mắt đều là sáng lên. Bọn họ Dực nhân tộc vị nào đại năng, chẳng phải làm qua như vậy. Bọn họ làm như vậy, không chỉ có thể khí Lục Minh cùng Long tộc dư nghiệt, còn có thể lấy Dực nhân tộc vị nào đại năng niềm vui, nhất cử lưỡng tiện a. Đáng tiếc, trước đó lão tổ lùng giết một nhóm, bây giờ nghĩ đi tìm càng nhiều thần long, lập tức có chút khó khăn a. Một cái Dực nhân tộc thanh niên cảm thán. Yên tâm, ta vừa vặn có thần long manh mối, hơn nữa số lượng rất nhiều. Trước đó cái kia Dực nhân tộc thanh niên cười nói, vẻ mặt tự ngạo. Đầu mối gì? Những người khác liền vội hỏi. Ta hiểu rõ một cái cỡ trung thế giới, bên trong sinh tồn số lớn thần long, bất quá cái kia cỡ trung thế giới quá yếu đuối, tối đa chỉ có thể dung nạp chuẩn hoàng, thần hoàng đi vào, sẽ đem thế giới kia nhảy hủy. Bên trong cái kia cỡ trung thế giới, quả thực là một cái cỡ nhỏ thần long thế giới, chúng ta nếu như đi vào, bắt đại lượng thần long ngược sát, Lục Minh cùng Long tộc dư nghiệt, có thể hay không tức giận đến lao ra cùng chúng ta liều mạng. Ha ha ha, thanh niên kia cười to. Lại có thế giới như vậy, tốt. Vậy còn chờ gì, chúng ta vậy liền xuất phát. Mặt khác Dực nhân tộc rối rít nói. Không vội, cái kia cỡ trung thế giới, bên trong khả năng có chuẩn hoàng cảnh thần long, lấy chúng ta thực lực đi vào, chỉ sợ không phải đủ, chuyện này, chúng ta muốn bẩm báo lên trên, để trong tộc phái thêm một số cao thủ đi. Trước đó thanh niên kia nói. Chỉ có thể như thế. Đáng tiếc. Có chút thanh niên cảm thán, nếu là bọn họ có thể hoàn thành, công lao liền lớn. Bẩm báo lên trên, công lao liền muốn ít đi rất nhiều. Bọn họ không biết, bọn họ mới vừa đối thoại, đều bị Lục Minh nghe được. Thực sự là tự tìm cái chết. Lục Minh trong mắt, lấp lóe lấy hàn quang. Lại có một cái cỡ trung thế giới, có đại lượng thần long sinh tồn, nếu như đem những cái này thần long đều truyền tống về Long tộc mẫu tinh, thần long tộc số lượng, liền có thể tăng vọt,
Qua Ngao Thiền tiền bối bồi dưỡng, nói không chừng có thể sinh ra một nhóm cao thủ. Lục Minh suy nghĩ, sau đó quyết định, chuyến này, không đi không thể. Xoay chuyển ánh mắt, Lục Minh có chú ý, sau đó hướng về Dực nhân tộc thanh niên vị trí thiên thạch bay đi. Nhìn thấy Lục Minh bay tới, những cái kia Dực nhân tộc thanh niên, lập tức dừng lại đối thoại. Chư vị Dực nhân tộc huynh đài, có lý. Lục Minh liền ôm quyền nói. Ngươi là ai? Có Dực nhân tộc thanh niên lạnh lùng nhìn Lục Minh. Dực nhân tộc thanh niên, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Tại hạ Mục Vân. Lục Minh liền ôm quyền, tiếp tục nói tại hạ rất nhiều tộc nhân, trước đó tiến vào Long tộc Mẫu Tinh, đều bị Lục Minh cùng Long tộc Dư Nhiệt giết, ta thời thời khắc khắc đều nhớ lấy vì bọn họ báo thù, hận không thể đem Lục Minh tên cẩu tặc kia lột ra chóc thịt. Nói đến đây, Lục Minh mặt mũi tràn đầy sát cơ, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn thấy Lục Minh nói như vậy, Dực nhân tộc thanh niên sắc mặt dễ nhìn không ít. Đây chính là cái gọi là cùng chung mối thù. Vậy ngươi tìm đến ta môn, không biết có chuyện gì? Một cái Dực nhân tộc thanh niên hỏi. Bởi vì ta biết, các ngươi Dực nhân tộc, cũng không ít người chết ở Lục Minh cùng Long tộc Dư Nhiệt trong tay, các ngươi cũng muốn tìm bọn hắn báo thù à, ta nơi này có một chủ ý, chúng ta có thể tìm kiếm rất nhiều ngoại giới Long tộc đánh giết, dùng mộng huyễn thần ngọc quay chụp xuống tới, phát đến mộng ảo không gian bên trong, các ngươi nói kia Lục Minh cùng Long tộc Dư Nhiệt nhìn thấy, có thể hay không tức chết? Dạng này mặc dù không có khả năng tự tay đánh chết Lục Minh cùng Long tộc Dư Nhiệt, nhưng là có thể giải mối hận trong lòng không phải sao? Lục Minh nói. Mấy cái Dực nhân tộc thiên kiêu liếc nhau một cái, Lục Minh ý nghĩ, ngược lại là cùng bọn hắn tình cờ trùng hợp. Chúng ta muốn săn giết Long tộc, chính chúng ta sẽ đi, cần gì hợp tác với ngươi, ngươi chỉ là một cái thần quân tam trọng tu vi, có tư cách gì hợp tác với chúng ta? Một cái mọc ra một đôi hắc sắc xí bằng Dực nhân tộc thân thanh niên lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lục Minh triển lộ ra khí tức, chính là thần quân tam trọng. Tu vi của ta, mặc dù chỉ là thần quân tam trọng, nhưng ta chiến lực, lại xa xa không chỉ thần quân tam trọng, nói câu khó nghe, các vị ở tại đây, khủng bố không người là đối thủ của ta. Lục Minh thản nhiên nói, có đôi khi, thời điểm nên cường thế liền cần cường thế, làm cho đối phương biết rõ sự lợi hại của hắn. Chúng ta ở chỗ này, lại không người là đối thủ của ngươi. Hiện trường Dực nhân tộc thanh niên, đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha, trong tiếng cười, tất cả đều là vẻ trào phúng. Lục Minh, lại còn nói hiện trường không có người nào là hắn đối thủ. Nói đùa, thiên đại trò đùa. Hiện trường những cái này Dực nhân tộc thiên kiêu, đều là Dực nhân tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Có mấy cái đều là thần quân thất trọng, còn có một cái thần quân bát trọng. Còn dư lại đều là thần quân tứ trọng ngũ trọng lục trọng, bọn họ trước đó không có đoạt đến cơ hội tiến vào Long tộc Mẫu Tinh, nhưng không có nghĩa là bọn họ yếu. Một cái thần quân tam trọng, lại còn nói hiện trường không người là hắn đối thủ, hắn có thể lấy thần quân tam trọng chiến thần quân bát trọng. Hơn nữa còn là nhân vật thiên kiêu. Ngớ ngẩn. Đây là đông đảo Dực nhân tộc đối Lục Minh đánh giá. Một cái ếch ngồi đáy giếng, thực sự là buồn cười. Cái kia hắc xí bằng Dực nhân thanh niên, càng là trực tiếp mở miệng chào phúng, nói tiểu tử, mau cút, chúng ta không có công sức để ý đến ngươi. Sợ ư, sợ cứ việc nói thẳng. Lục Minh thản nhiên nói, một bộ cực kỳ phách lối bộ dáng. Ngươi nói cái gì, ta sợ, ha ha. Hắc xí bàng Dực nhân thanh niên, điên cuồng cười to, nước mắt đều kém chút bật cười. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hắc xí bàng Dực nhân thanh niên ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, sát cơ đại thịnh. Tất nhiên Lục Minh muốn gây hấn hắn, hắn sẽ cho Lục Minh một cái trung thân khó quên giáo huấn. Bá! Hắc xí bàng Dực nhân thanh niên trực tiếp xuất thủ, bàn tay hắn như ưng chảo, hướng về Lục Minh chộp tới, kinh khí gào thét, uy lực kinh người. Trong chớp mắt, liền gần sát Lục Minh. Lúc này, Lục Minh mới ra tay, hắn xuất thủ vô cùng đơn giản, một chỉ điểm ra, điểm hướng đối phương lòng bàn tay. Tự tìm cái chết, gặp Lục Minh dạng này một cái thần quân tam trọng rác rưởi, lại dám cùng hắn cứng đối cứng, quả thực là không biết sống chết. Hắn nhưng là thần quân thất trọng tu vi, so thần quân tam trọng, thực sự mạnh quá nhiều, tùy tiện một chiêu, liền có thể trục chết mảng lớn thần quân tam trọng. Đừng nói thần quân tam trọng, coi như thần quân lục trọng, hắn cũng như thường miểu sát. Chỉ là thần quân tam trọng, hắn thực sự không có để vào mắt. Đụng. Sau một khắc, hai người công kích, đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, hắc sắc xí bàng Dực nhân biến sắc, biến không thể tưởng tượng nổi. Máu tươi bắn mạnh, cốt nhục bay khỏi.
Lòng bàn tay của hắn trực tiếp bị Lục Minh xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu. Bá. Hắc sắc dực nhân tộc thanh niên thân hình nhanh lùi lại. Cái này liền là ngươi thực lực. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, hời hợt, lại tràn đầy trào phúng. Hắn mỗi một tế bào bên trong đều tràn đầy cấm kỵ chi lực, tùy ý một đòn, uy năng đều không cách nào tưởng tượng. Mặt khác, ngón tay của hắn tế bào sắp nhập vào nhiều loại chỉ pháp loại bí thuật, vừa rồi một kích kia, chỉ pháp loại bí thuật đã bạo phát đi ra, uy lực 10 điểm khủng bố. Cái này, chung quanh mặt khác dực nhân tộc thanh niên, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc. Một cái thần quân tam trọng, thế mà một chiêu đả thương một vị thần quân thất trọng, cái này không bình thường a, quá mức kinh người cùng kinh khủng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, tiểu tử, vừa rồi ta căn bản không dùng ra mấy phần lực lượng, liền một phần mười đều không có dùng ra, lại đến. Hắc sắc xí bàng dực nhân gầm thét. Hắn vừa rồi, đích xác chỉ là dùng ra một tia lực lượng. Hắn thấy, chỉ là một cái thần quân tam trọng, còn không phải lật tay có thể chấn áp, cần bao nhiêu lực lượng. Hiện tại hắn biết rõ, hắn chủ quan. Oanh! Hắc sắc dực nhân thanh niên, toàn thân bộc phát ra nồng nặc hắc quang, một thân thần quân thất trọng tu vi, hoàn toàn bạo phát đi ra. Một cái sáng chói chiến kiếm, bị nắm ở trong tay. Giết! Kiếm quang kinh thiên, chém về phía Lục Minh, chiếu sáng tinh không. Coi như đối mặt bộc phát toàn bộ lực lượng hắc sắc dực nhân thanh niên, Lục Minh y nguyên ánh mắt yên tĩnh. Hắn chập ngón tay như kiếm, vạch một cái mà ra. Một đạo kinh khủng kiếm quang, từ Lục Minh ngón tay bắn ra. Oanh! Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm khí bốn phía, quét sạch bát phương, dưới chân bọn hắn thiên thạch, trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó bị nhỏ xíu kiếm khí cắt đứt thành cho tàn. Mặt khác dực nhân tộc thiên kiêu, cấp tốc nhanh lùi lại, rời xa mảnh này khu vực. Sau một khắc, một bóng người liên tiếp lui về phía sau, vẫn là hắc sắc dực nhân thanh niên. Liền điểm lực lượng ấy, quá kém, chấn áp cho ta. Lục Minh hét lớn một tiếng, hướng về đối phương bảo trùng đi, song quyền liên tục vung vẩy, hư không chấn động, đáng sợ quyền áp, như giống như cuồng phong bảo vũ, áp hướng hắc sắc dực nhân thanh niên. Làm sao có thể, đáng chết. Hắc sắc dực nhân tộc thanh niên trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời lại lửa giận ngút trời, bộc phát toàn lực cùng Lục Minh đối kháng. Nhưng là nhất định là phí công. Rầm rầm rầm. Hai người liên tục giao thủ mấy chiêu, hắc sắc dực nhân thanh niên hoàn toàn bị áp chế, căn bản không phải đối thủ. Đụng. Hắn bị Lục Minh một quyền đánh trúng cánh, cánh bị đánh gãy, hắc sắc lồng vũ bay tán loạn. Sau đó, lại bị Lục Minh một quyền đánh trúng ngực, ngực của hắn nổ ra một cái động lớn, xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Thân hình hắn nhanh lùi lại, đụng nát mấy cái thiên thạch, phun máu phè phè, bị trọng thương. Đương nhiên, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không thì, hắn đã bị đánh giết. Ti ti ti, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, dực nhân tộc thiên kiêu, tràn ngập nồng nặc chấn kinh. Tất cả dực nhân tộc thiên kiêu, toàn bộ khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh, thế mà thật có thể đánh bại hắc sắc dực nhân tộc, cái này thật bất khả tư nghị. Loại thiên phú này, quả thực nghịch thiên. Đây là hành vi gì? Làm sao trước kia chưa từng có nghe qua? Bậc này thiên phú, quả thực so với long tộc mẫu tinh bên trong Lục Minh còn muốn lợi hại hơn, còn muốn đáng sợ. Đáng chết tạp chủng, xuất thủ, chúng ta đồng loạt ra tay, đánh giết người này. Hắc sắc dực nhân thanh niên ổn định thương thế, giống to, như giống như điên cuồng. Hắn thế mà bị một cái thần quân tam trọng người đánh bại, hơn nữa giống như bại rất dễ dàng, đây là vô cùng nhục nhã, hắn lửa giận ngút trời, hận không thể đem Lục Minh lột ra chóc thịt. Đủ rồi. Lúc này, một đạo uy nghiêm lạnh lùng thanh âm vang lên, một cái thanh niên tóc bạc dậm chân mà ra. Đây là một cái khác dực nhân thanh niên, tu vi của người này rất cao, đạt đến thần quân bát trọng, nơi này dực nhân tộc thiên kiêu, lấy người này cầm đầu. Ngân dực, giết người này cho ta. Hắc sắc dực nhân thanh niên giống to. Đủ rồi, ngừng tay đi. Tóc bạc dực nhân thanh niên ngân dực, lạnh lùng quát lớn một tiếng, hắc sắc dực nhân thanh niên lập tức không dám nói tiếp nữa, tựa hồ đối ngân dực, có chút e ngại. Mục huynh chiến lược, thật là khiến người ta bội phục, thần quân tam trọng thì có chiến lược như vậy, coi như Lục Minh đều không so được, chỉ sợ 10 vị trí đầu chủng tộc yêu nguyệt, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng mục huynh so sánh à. Ngân Dực nói, bạc huynh quá khen, bé nhỏ kỹ năng, sao dám cùng 10 vị trí đầu chủng tộc thiên kiêu so sánh, kém nhiều lắm. Lục Minh khiêm tốn một câu, mục huynh muốn giết thần long, kích thích kia Lục Minh cùng long tộc dư nguyệt, ta dực nhân tộc cũng có ý này.
Hơn nữa chúng ta vừa vặn biết rõ một cái thần long nơi tụ tập, mục huynh có thể nguyện đồng hành. Ngân Dực nói. Chính cùng ta ý. Lục Minh vui vẻ đồng ý. Cái kia màu đen Dực Nhân thanh niên nuốt vào một cái liệu thương thần đan chữa thương, hận hận nhìn xem Lục Minh, trong mắt lãnh quang chớp liên tục. Lục Minh không thèm để ý đối phương. Sau đó, Lục Minh đi theo Ngân Dực đám người, rời đi long tộc mẫu tinh mảnh này khu vực, hướng về Dực Nhân tộc quản lý địa hạt đi. Mấy ngày về sau, bọn họ đi tới một cái Dực Nhân tộc quản lý tinh cầu bên trên. Trên tinh cầu này, sinh hoạt đều là Dực Nhân tộc. Đủ loại, hình hình sắc sắc Dực Nhân. Có lôi đình Dực Nhân, gió báo Dực Nhân, băng tuyết Dực Nhân, vô ảnh Dực Nhân, cánh vàng người các loại. Lục Minh được an bài ở một gian biệt viện bên trong. Mặt khác một gian đại điện, Ngân Dực, hắc sắc Dực Nhân tộc chờ tề tụ. Ngân Dực, ngươi tại sao phải mang theo cái kia Mục Vân, chúng ta làm cái gì không liên thủ giết hắn? Hắc sắc Dực Nhân thanh niên nói, y nguyên đối Lục Minh tràn đầy oán hận cùng sát cơ. Tạm thời không cần thiết giết hắn, người này chiến lược rất mạnh, có thể cho chúng ta sử dụng. Ngân Dực nói, trong mắt lấp lóe lấy cơ trí quang mang. Chúng ta muốn đi thần long nơi tụ tập, cái kia cỡ trung thế giới bên trong, thế nhưng là có không ít cường đại thần long, mà chúng ta thần hoàng lại vào không được, sở dĩ nghĩ muốn cầm xuống cái kia thần long thế giới, vẫn là có nguy hiểm, để người này xung phong, làm bia đỡ đạn, chẳng phải là tốt hơn. Ngân Dực tiếp tục nói, diệu, diệu a. Mặt khác Dực Nhân thanh niên nhao nhao tán dương, mà hắc sắc Dực Nhân thanh niên, con mắt cũng là sáng lên. Không chỉ có là cái kia Mục Vân, chúng ta còn muốn triệu tập một nhóm những chủng tộc khác cao thủ, cùng một chỗ tiến vào cái kia cỡ trung thế giới, để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Tốt rồi, ta hiện tại đi tìm Phong Khuất đại nhân, nhường hắn an bài lần này vây bắt thần long hành động. Ngân Dực nói xong, hắn rời khỏi nơi này. Hắn nói Phong Khuất đại nhân, là Dực Nhân tộc ở vùng tinh vực này thống lĩnh, một vị phi thường cường đại thần hoàng cảnh cường giả. Ngân Dực đem chuyện này nói chuyện, Phong Khuất thống lĩnh, lập tức cũng đồng ý. Hơn nữa đáp ứng phái ra cường giả trợ giúp bọn họ. Hơn nữa Phong Khuất ý tứ, cũng là triệu tập một nhóm những chủng tộc khác người, đi làm pháo hôi. Ngân Dực tự nhiên đầy miệng đồng ý. Dực Nhân tộc nắm trong tay mảnh này khu vực, chính là Dực Nhân tộc biên cảnh, cùng với những cái khác mấy tộc tới gần. Đồng thời cũng là thương nghiệp khu sầm uất, thường xuyên có những chủng tộc khác người đến đây làm ăn, có sự khác nhau rất lớn chủng tộc. Lần này Dực Nhân tộc cấp ra phong phú thù lao, cho nên tin tức vừa ra, người ghi danh tụ tập. Cuối cùng qua hai lần sàng chọn lựa trong đó mạnh nhất 100 người. Lục Minh đương nhiên không cần xoáy tuyển, lúc trước hắn liền đã chứng minh bản thân. Cứ như vậy, tất cả làm tốt về sau, đã là một tháng sau. Lúc này, Dực Nhân tộc nhân tài bắt đầu xuất phát. Lần này, từ mấy cái thần hoàng cảnh tồn tại tự mình dẫn đội, Dực Nhân tộc, còn có những chủng tộc khác cao thủ, cộng lại khoảng chừng hơn 500 người. Cùng đi đến một chỗ tương đối hoang vu tinh hà. Phía trước, có 9 cái tinh thần, thành phương thức kỳ quái sắp xếp, hợp thành một đường. Cái kia thần long tộc vị trí cửa vào cỡ trung thế giới, ngay ở chỗ này. Ngân Dực nói, ta tới mở ra. Một cái thần hoàng cảnh Dực Nhân tộc cường giả, phi thân hướng về phía trước, trên người thần quang nở rộ, khí tức kinh khủng, lan tràn ra. Hắn cánh sau lưng vỗ, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, đem 9 cái tinh thần quấn chặt lấy. Sau đó, 9 cái tinh thần bị thôi động lên, chậm rãi di động. Ầm ầm, tinh không chấn động, cuối cùng, 9 cái tinh thần sắp xếp thành một cái hình rồng, sau đó hư không như một loại nước gợn sóng gió nổi lên, một lỗ hổng xuất hiện trong tinh không. Lỗ hổng đã mở ra, các ngươi đi vào đi, thành công sau, lấy mộng huyễn thần ngọc truyền tin tức, ta lại đem thông đạo mở ra. Cái kia thần hoàng nói, đây là một cái cỡ trung thế giới. Cùng tiểu thiên thế giới rất tương tự, bám vào hồng hoang vũ trụ. Bất quá, cỡ trung thế giới, so tiểu thiên thế giới, muốn ổn định rất nhiều, tu luyện hoàn cảnh cũng sẽ tốt hơn nhiều, có thể chứa đựng càng nhiều cường giả. Giống Lục Minh vị trí thiên giới nguyên giới, thư thần tam trọng chính là cực hạn, mạnh đi nữa mà nói, rất dễ dàng đem tiểu thiên thế giới sụp đổ. Mà trước mắt cái này cỡ trung thế giới, nhiều nhất có thể chứa đựng chuẩn hoàng cảnh cường giả. Thần hoàng đi vào, rất dễ dàng đem toàn bộ thế giới sụp đổ. Cho nên, bọn họ một lần này đi vào người mạnh nhất, chính là chuẩn hoàng. Đi. Ngân Dực một ngựa đi đầu, hướng về phía trước bay đi. Sau đó, những người khác nhau nhau khởi hành, hướng về thông đạo bay đi, Lục Minh đi theo trong đó, cùng một chỗ tiến vào thông đạo. Sau một khắc, Lục Minh bọn họ đứng ở một ngọn núi cao phía trên. Trên bầu trời,
có một cái đường hầm to lớn, đang chậm rãi xoay tròn lấy, chờ bọn hắn đều sau khi đi vào, cái lối đi kia từ từ biến mất. Chúng ta từng nhóm tiến lên A, chia 5 đám, mỗi một nhóm chừng 100 người, nhìn thấy thần long, tận lực không muốn đánh giết, cầm xuống sau chứa vào túi càn khôn, sau đó đến long tộc mẫu tinh bên ngoài đi động thủ, rõ chưa? Ngân Dực dặn dò. Những người khác gật gật đầu. Những người này bên trong, lấy Ngân Dực địa vị cao nhất, hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mặc dù ở đây có không ít chuẩn hoàng cảnh tồn tại, nhưng đều là lão bối nhân vật, mặc dù chiến lược hiện tại so Ngân Dực mạnh, nhưng thiên phú xa xa không cách nào cùng Ngân Dực so sánh, địa vị tự nhiên là không bằng Ngân Dực. Sau đó, bọn họ chia làm 5 đám người. Không biết vô tình hay là cố ý, Lục Minh, Ngân Dực, còn có trước đó cái kia hắc sắc dực nhân thanh niên, bị phân ở một tổ. Hắc sắc dực nhân thanh niên nhìn về phía Lục Minh thời điểm, trong mắt hàn quang chớp liên tục. Hơn 500 người, chia làm 5 đám, hướng về 5 cái phương hướng khác nhau xuất phát. Lục Minh, cùng Ngân Dực đám người cùng một chỗ, cũng có gần hơn 100 người, hướng về bên trái đằng trước bay đi. Ao ao ao. Bọn họ bay qua thời điểm, không gian như một loại nước gợn bị phá ra, để bọn hắn tốc độ mau kinh người, phảng phất phá mở không gian tiến lên. Tốt yếu ớt không gian. Lục Minh suy nghĩ. Nơi này không gian củng cố độ, cùng hồng hoang vũ trụ kém 108.000 dặm, Lục Minh cảm giác hơi động đậy, liền có thể phá mở không gian. Có một loại ban đầu ở tiểu thiên thế giới, Lục Minh tu vi đạt tới thế giới kia đỉnh phong thời kỳ cảm giác, có thể tùy ý vỡ nát hư không. Không có một chút thời gian, bọn họ liền đi tới một tòa thành lũy trước. Tòa này pháo đài, là thần long nơi tụ tập. Lưu Chiến, kiểm tra một chút tòa này pháo đài bên trong tu vi cao nhất long tộc là cái gì tu vi. Ngân Dực phân phó một cái lệch ra cái mũi lão dực nhân. Cái này lão dực nhân, mặc dù có chuẩn hoàng cảnh giới, nhưng là rất lớn tuổi, thọ nguyên không nhiều, tiềm lực hao hết, cả một đời cũng không khả năng đột phá thần hoàng cảnh, cho nên vì so với Ngân Dực, kém rất nhiều. Tuân lệnh. Lão dực nhân Lưu Chiến lĩnh mệnh, sau đó linh thức phát tán ra, đem chọn tòa thành bảo lũy đều bao phủ ở bên trong. Một hồi, Lưu Chiến đạo công tử, cao nhất bất quá thần quân tứ trọng. Mới thần quân tứ trọng, vậy ra tay đi. Ngân Dực phân phó, đạp không mà ra. Những người khác cũng nhao nhao bay tới đằng trước, tài cao nhất thần quân tứ trọng, bọn họ không có chút nào áp lực. Bày trận. Trong lâu đài long tộc, hiển nhiên cũng phát hiện Ngân Dực đám người, thành lũy phát sáng, từng hồi rồng gầm, một tòa đại trận nổi lên, đem thành lũy bao phủ ở bên trong. Chỉ là tiểu trận, cũng muốn ngăn cản, thực sự là người si nói mộng. Ngân Dực cười lạnh. Sau lưng hắn ngân sắc cánh phát sáng, hóa thành một đạo đao quang, chém một cái mà ra. Oanh! Đao quang chạm tại lâu đài trên trận pháp, cái kia trận pháp trực tiếp vỡ ra, không đảm đương nổi Ngân Dực một đòn. Đón lấy, Ngân Dực dò ra một cái đại thủ, bắt tới. Cùng bọn hắn liều. Giống. Trong thành bảo, truyền ra tiếng giống giận dữ, từng đầu thần long, bay ra. Những cái này thần long, đại bộ phận là ngũ trảo thần long, chỉ có số ít mấy đầu lục trảo thần long. Tu vi cao nhất bất quá thần quân tứ trọng, chênh lệch quá lớn, căn bản không thể so sánh. Ngân Dực móng vuốt chụp vào đầu kia thần quân tứ trọng lục trảo thần long, trực tiếp đánh tan đối phương công kích phòng ngự, đem đối phương chộp trong tay, giống như là bắt một đầu tiểu côn trùng. Sau đó, Ngân Dực lấy ra một cái kim sắc cái túi. Cái túi kịch liệt biến lớn lên, sau đó Ngân Dực nắm lấy thần long, nhét vào trong túi. Bọn họ ở trong này sẽ không giết, muốn dẫn đến long tộc mẫu tinh bên ngoài. Săn giết những cái này long tộc, uống lòng huyết, ăn thịt rồng, sau đó phát đến mộng ảo không gian bên trong, cho Lục Minh nhìn, kích thích Lục Minh cùng Ngao Yên đám người. Ha ha, bò sát nhỏ, quái treo thúc thủ chịu trói đi. Không chịu nổi một kích. Dực nhân tộc người, còn có những chủng tộc khác người cười to, thi triển thủ đoạn, đem những cái này thần long, toàn bộ bắt, nhét vào cái kia kim sắc trong túi. Kim sắc cái túi, tên là túi càn khôn, bên trong có thể giả bộ vật sống. Rất nhanh, một tòa này trong lâu đài thần long, toàn bộ bị bắt rồi. Tòa này pháo đài, cũng bị san thành bình địa. Đón lấy, bọn họ tiếp tục tiến lên. Phàm là đụng phải thành lũy hoặc là thành trì, bọn họ trực tiếp xuất thủ, đem thần long chấn áp bắt, nhét vào túi càn khôn. Không tới một ngày, bọn họ trọn vẹn bắt mấy ngàn đầu thần long. Ngày thứ hai, bọn họ đi tới một chỗ kỳ lạ địa phương. Phía trước, một tòa thật to cao phong bên cạnh. Có một cái to lớn hang động, đường kính hơn 100 bên trong, sâu không lường được. Đây là một cái long huyệt. Phàm là có long huyệt địa phương, nhất định hội tụ số lớn thần long,
hơn nữa khả năng xuất hiện tồn tại cực kỳ cường đại. Chỗ này long huyệt không đơn giản, rất có thể có thần quân cửu trọng, thậm chí chuẩn hoàng cảnh thần long. Lão dược nhân Lưu Chiến đối Ngân Dược truyền âm nói. Ngân Dược yên lặng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, sau đó cho hắn dược nhân truyền âm. Chỗ này long huyệt, phải có không ít thần long, liền giao cho các ngươi đi đem cái này long huyệt thần long cầm xuống a. Cái kia hắc sắc dược nhân thanh niên dậm chân mà ra, sắc bén ánh mắt âm lãnh, quét về phía Lục Minh chờ những chủng tộc khác người. Những chủng tộc khác người, cộng lại ước chừng có 100 người, chia 5 đám, bọn họ nơi này, có khoảng 20 người. Bị hắc sắc dược nhân thanh niên ánh mắt quét chúng, rất nhiều người biến sắc. Liền để chúng ta đi, các ngươi không đi. Một người dáng dấp giống Tinh Tinh lão giả hỏi. Chỉ là một cái long huyệt mà thôi, không cần chúng ta đi, các ngươi đi là được, các ngươi tới nơi này, là cần làm việc. Hắc sắc dược nhân tộc thanh niên nói. Ta xem các ngươi là muốn cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn a, chỗ này long huyệt, tuyệt đối có nhân vật đáng sợ, thậm chí có chuẩn hoàng cấp thần long, chúng ta 20 người này đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, Lục Minh mở miệng. Trong thức hải của hắn, có cốt ma nơi dừng chân. Cốt ma cũng không phải là đi theo quá khứ thân nơi đó, mà là theo hiện tại thân đi ra, hắn không muốn vây ở long tộc mẫu tinh bên trong. Có cốt ma ở, hắn biết rõ, chỗ này long huyệt bên trong, có chuẩn hoàng cấp thần long. Mà bọn họ 20 người này bên trong, nhưng không có chuẩn hoàng, để bọn hắn xung phong, hoàn toàn là chịu chết. Dược nhân tộc nói rõ là để bọn hắn đi làm pháo hôi. Lời vừa nói ra, cái kia 20 cái không phải dược nhân tộc cao thủ, sắc mặt đều là biến đổi, phi thường khó nhìn. Tiểu tử, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Hắc sắc dược nhân thanh niên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Lục Minh. Ta nói bậy, ha ha, chỗ này long huyệt xem xét chính là bất phàm, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Lục Minh cười lạnh. Không sai, muốn đi cùng đi, đơn độc để cho chúng ta đi, là có ý gì? Đúng à, chúng ta tiến đến, là phụ trợ các ngươi dược nhân tộc, để cho chúng ta đi chịu chết, ta cũng không làm, ta cùng lắm thì rời khỏi, cái này tiền, ta không kiếm lời. Những người khác, nhao nhao kêu la. Đều đi tới nơi này, liền không phải do các ngươi. Ngân Dược âm thanh lạnh lùng nói. Vù vù. Hiện trường một người, thân hình chớp động, thành hình nửa vòng tròn, đem Lục Minh đám người đường lui phủ kín. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi dược nhân tộc làm như vậy, sẽ đắc tội tộc ta. Ta thiên được tộc có thể không sợ các ngươi. Có ít người giống to. Hừ, nếu như các ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, cho dù giết các ngươi, cũng không người biết rõ, chỉ có thể nghĩ đến đám các ngươi là chết ở long tộc trên tay, tộc nhân của các ngươi chỉ có thể tìm long tộc tính sổ sách. Ngân Dược lạnh lùng nói. Để các tộc mặt người sắc vô cùng khó coi. Hiển nhiên, trong bọn họ chiêu, cùng dược nhân tộc người lại tới đây, thân không do mình, chỉ có thể nghe đối phương phân phó. Còn có, tiểu tử này, nhiễu loạn quân tâm, tội ác tài trời, hiện tại, ngươi đánh cho ta trận đầu, người thứ nhất giết đến long huyệt bên trong, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc sắc dược nhân thanh niên nhìn về phía Lục Minh, quát lạnh nói. Muốn đi thì ngươi tự đi, ta không hứng thú. Lục Minh nhàn nhạt trả lời. Tiểu tử, ngươi là đang tự tìm cái chết. Hắc sắc dược nhân thanh niên trong mắt hàn quang bùng lên, sắc cơ lạnh lẽo như đao, trên người hắn, thần quang tràn ngập. Nếu không phải cố kỵ Lục Minh, hắn đã xuất thủ chém giết Lục Minh. Lục Minh lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắc sắc dược nhân thanh niên một cái. Chư vị, rất rõ ràng, dược nhân tộc là muốn để ta làm pháo hôi, cho bọn hắn xung phong, cho dù cái này long huyệt không có việc gì, còn có cái tiếp theo nữa, bọn họ làm ra hèn hạ như vậy sự tình, sao lại để cho chúng ta sống sót ra ngoài. Lục Minh lớn tiếng nói. Lời ấy, để cái kia 20 cái các tộc cường giả, sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng là như thế, hèn hạ như vậy sự tình, dược nhân tộc sẽ để cho bọn họ truyền đi. Nhất định sẽ để bọn hắn một mực làm bia đỡ đạn, mãi cho đến chiến tử mới thôi. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tất nhiên dạng này, không bằng chúng ta liều chết một trận chiến, giết ra ngoài. Lục Minh lớn tiếng nói. Giết ra ngoài, không có ta dược nhân tộc thần hoàng mở ra thông đạo, các ngươi có thể giết ra ngoài. Còn có, ta dược nhân tộc thần hoàng canh giữ ở bên ngoài, các ngươi có thể phá vây mà ra. Ngân Dực cười lạnh nói. Rất nhiều người sắc mặt trắng bạch. Đúng là như thế, bọn họ cho dù ở trong này xông ra vòng vây, cũng giết không đi ra. Cho nên, các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, chúng ta phối hợp lẫn nhau, ta dược nhân tộc sẽ không để cho các ngươi chịu chết uổng, các ngươi chỉ cần đi điều tra một lần phía trước tình huống,
có cường giả mà nói, chúng ta khẳng định sẽ ra tay. Còn có, các ngươi những người này bên trong, là có mộng huyễn thần ngọc, có thể tùy thời đem tin tức truyền đi, ta Dực nhân tộc, sao lại làm ra cái kia hèn hạ sự tình. Còn không phải sẽ bị tùy tiện truyền đi. Ngân Dực tiếp tục nói. Quả nhiên, lời vừa nói ra, rất nhiều người an tâm lại. Nhưng là, tiểu tử này, nhiễu loạn quân tâm, lại nhất định phải trả giá thật lớn. Ngân Dực nhìn về phía Lục Minh, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn lúc đầu muốn để Lục Minh làm bia đỡ đạn, nhưng Lục Minh đã như vậy không biết điều, chỉ có thể sớm diệt trừ hắn. Xuất thủ, giết người này. Hắc sắc Dực nhân thanh niên, càng là kêu to lên. Giết! Hét dài một tiếng, có người xuất thủ trước. Đầu tiên xuất thủ, không phải người khác, chính là Lục Minh. Tất nhiên đại chiến đã không thể tránh né, Lục Minh sẽ không có do dự chút nào. Hơn nữa, hắn chiến ý cường thịnh, cũng không e ngại, cho dù Dực nhân tộc có bao nhiêu cái chuẩn hoàng. Nhưng những cái này, đều là thông thường chuẩn hoàng mà thôi, Lục Minh đã sớm muốn nhìn một chút, hắn toàn lực bộc phát, chiến lược đến cùng như thế nào. Lục Minh dẫn đầu động thủ, mục tiêu là hắc sắc Dực nhân thanh niên. Xuất thủ, xuất thủ. Hắc sắc Dực nhân thanh niên giống to, thần lực bộc phát, hình thành hai thanh hắc sắc lợi nhận, chém về phía Lục Minh. Mà ở hắc sắc Dực nhân bên người thanh niên, có hai cái lão giả, cũng xuất thủ. Hai cái này lão giả, đều là thần quân cửu trọng nhân vật mạnh mẽ. Ba người công kích, đánh phía Lục Minh. Bất quá Lục Minh không sợ, liền phòng ngự đều chẳng muốn phòng ngự, trực tiếp huy quyền giết tới. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy tiếng oanh minh, hắc sắc Dực nhân thanh niên, còn có hai cái thần quân cửu trọng cường giả công kích, trực tiếp bị Lục Minh nắm đấm phá mở. Lục Minh vọt qua, còn sót lại công kích rơi vào Lục Minh trên người, chỉ có thể ở trên thân thể hắn lưu lại mấy đạo vết máu, không ảnh hưởng toàn cục. Lục Minh tiếp tục hướng về hắc sắc Dực nhân thanh niên đánh tới. Ngăn trở hắn. Hắc sắc Dực nhân thanh niên kinh hãi, cấp tốc lui lại. Mà hai cái kia thần quân cửu trọng lão giả bảo trùng mà ra, bộc phát công kích, muốn ngăn trở Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh hai quyền oanh ra, hai cái thần quân cửu trọng lão giả ho ra máu mà lui. Hiện tại, Lục Minh thế nhưng là toàn lực bảo phát, mỗi một tế bào đều đang rung động, mỗi một tế bào bên trong, đều có cường đại lực lượng lan tràn ra, 60 vạn ức tế bào lực lượng đan vào một chỗ, khủng bố tới cực điểm. Lục Minh chớp mắt liền vọt tới hắc sắc Dực nhân tộc thanh niên trước người. Tiễn ngươi lên đường. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, dọa hắc sắc Dực nhân thanh niên hoảng sợ giống to. Cứu ta, nhanh cứu ta. Hắc sắc Dực nhân thanh niên giống to. Giết hắn, mau giết hắn. Ngân Dực cũng gầm lớn, hóa thành một đạo ngân quang, thẳng hướng Lục Minh. Đồng thời, mặt khác Dực nhân tộc cường giả, cũng xuất thủ, kinh khủng công kích, như giống như cuồng phong bạo vũ, tuôn hướng Lục Minh. Chuẩn hoàng, hơn nữa rất nhiều. Lục Minh trong nháy mắt liền đánh giá ra, những cái này Dực nhân tộc bên trong, tối thiểu có 10 vị chuẩn hoàng. Bất quá, những người này vẫn là chậm một bước. Lục Minh công kích, đã đánh phía hắc sắc Dực nhân tộc thanh niên. Hắc sắc Dực nhân thanh niên, tự nhiên không cam tâm bị giết, ra sức chống đối. Nhưng là, quyền kình quán thông mà qua, hắc sắc Dực nhân tộc thanh niên công kích trực tiếp bị đánh tan, hắn thân thể, ầm vang nổ bể ra. Tựa là hủy diệt kinh khí, hướng về thức hải của hắn vọt tới. Làm sao có thể? Hắc sắc Dực nhân thanh niên trong mắt trừng tròn vo, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Lần trước, hắn rõ ràng có thể ngăn cản Lục Minh mấy chiêu mà bất tử, một lần này, làm sao một chiêu cũng đỡ không nổi. Đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Hắc sắc Dực nhân thanh niên trong đầu hiện lên cuối cùng một đạo suy nghĩ, sau đó linh hồn liền ở hủy diệt tính lực lượng phía dưới, hôi phi yên diệt. Hắc sắc Dực nhân thanh niên, bị Lục Minh một quyền đánh giết. Mà lúc này, mặt khác công kích, cũng sắp lộ ở Lục Minh trên người. Lục Minh chấn động cơ bắp, thân hình xông về phía trước, tránh khỏi rất nhiều công kích, nhưng là y nguyên có hai đạo chuẩn hoàng cấp công kích, đánh vào trên lưng hắn. Lục Minh thân thể chấn động, hai đạo vô cùng sắc bén công kích, phá mở hắn phòng ngự, thậm chí chặt đứt hắn xương cốt, để Lục Minh thân thể bay ra mấy vạn mét, đụng gãy một tòa núi lớn. Phốc! Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Chuẩn hoàng thực lực, quả nhiên cường đại, so thần quân cửu trọng, mạnh hơn một mảng lớn. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ. Trước đó, thần quân cửu trọng cao thủ, đều không có phá mở Lục Minh phòng ngự, nhưng là chuẩn hoàng, lại trực tiếp chặt đứt hắn xương cốt. Bất quá, Lục Minh nơi vết thương tế bào, có liên tục không ngừng năng lượng hiện lên mà ra, những năng lượng này vừa ra,
Lục Minh thương thế, ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Trong nháy mắt, Lục Minh thương thế, liền cơ hồ khỏi rồi. Ân, giống như lực lượng tăng lên một chút. Lục Minh hơi sững sờ. Hắn cảm giác, thương thế sau khi khỏi hẳn, hắn lực lượng, tăng lên một chút, càng thêm tới gần thần quân tứ trọng một chút. Chẳng lẽ là tế bào tiềm lực, bị khai phát ra tới? Lục Minh nghĩ tới Phi Hoàng nói cho hắn cấm kỵ chi lực phương pháp tu luyện. Tu luyện cấm kỵ chi lực, bình thường cũng cần hấp thu số lớn năng lượng, nhưng là những năng lượng này, sẽ không trực tiếp tăng lên hắn tu vi, mà là dung nhập vào mỗi một tế bào bên trong, tăng cường tiềm lực của hắn. Chỉ có không ngừng khai phát tiềm lực, những năng lượng này mới có thể chuyển hóa làm hắn tu vi. Mà mới vừa rồi bị đả thương, trong lúc vô hình, cũng có thể khai phát tiềm lực của hắn. Chẳng lẽ ta muốn trở thành thụ ngược đãi cuồng, càng bị đánh thì sẽ càng mạnh. Lục Minh có chút im lặng nghĩ đến. Giết! Giờ phút này, Ngân Dực cùng mặt khác Dực nhân tộc cường giả, đã giết tới. Lục Minh thân hình lóe lên, hướng về một phương hướng khác né tránh, đồng thời không ngừng huy quyền, quyền kình phá không, cùng một chút công kích đối kháng. Nhưng là, chuẩn hoàng chiến lực, thật sự kinh người. Mà trong đó có mấy cái trung niên bộ dáng chuẩn hoàng, chiến lực càng thêm khủng bố. Loại người này, niên kỷ không phải đặc biệt lớn thì đến được chuẩn hoàng, thiên phú không yếu, chiến lực cường thịnh, so với bình thường chuẩn hoàng càng mạnh một bậc. Oanh! Kịch liệt vang lên ầm ầm. Lục Minh thân thể lại một lần nữa bị chấn động bay ra ngoài, đụng gãy mấy đầu sơn mạch, miệng phun máu tươi. Bất quá, hắn thương thế, đang nhanh chóng khỏi hẳn. Giống. Giờ phút này, long ngâm vang lên, long huyệt bên kia, tự nhiên phát hiện động tĩnh bên này, bày ra đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Ngân Dực, mang theo hơn 10 cái Dực nhân tộc cường giả, lần nữa thẳng hướng Lục Minh. Tới đi. Lục Minh xông ra loạn thạch, chiến ý trùng tiêu. Oanh! Hắn phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Chiến tự quyết, đi theo hiện tại thân, Lục Minh đã sớm thí nghiệm qua, cho dù là cấm kỵ chi lực, phát động chiến tự quyết, y nguyên có thể tăng lên chiến lực. Phát động chiến tự quyết về sau, Lục Minh chiến lực tăng vọt, không lùi mà tiến tới, hướng về Dực nhân tộc phóng đi, huy quyền oanh kích tấn công về phía hắn công kích. Mỗi một quyền bên trong, đều có bí thuật ẩn mà không hiển, mỗi một quyền, đều có thể đem một đạo công kích đánh tan. Lục Minh tắm rửa công kích mà đi, mấy chục đạo công kích, toàn bộ bị đánh tan, Lục Minh vọt qua, mặc dù toàn thân tụ huyết, nhưng không có chút nào cảm giác. Hắn trực tiếp đánh tới một chút yếu hơn Dực nhân tộc. Ầm ầm, liên tục mấy quyền, mấy cái Dực nhân tộc thân thể nổ bể ra đến, chết tại chỗ. Lui, các ngươi lui ra phía sau, chuẩn hoàng đến vây công hắn. Ngân Dực giống to, Lục Minh chiến lực, để hắn kinh hãi sâu đậm. Lục Minh chỉ là thần quân tam trọng mà thôi, lại có thể cùng chuẩn hoàng đối kháng, thần quân cửu trọng tồn tại, có thể bị hắn miểu sát, sức chiến đấu cỡ này, quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi, mạnh không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, chuẩn hoàng trở xuống tồn tại, cũng không thể đối Lục Minh tạo thành tổn thương. Cho nên, chuẩn hoàng cấp trở xuống Dực nhân, nhao nhao lui lại, thi hành triển viễn trình công kích, đi kiềm chế Lục Minh. Mà những cái kia chuẩn hoàng, vây giết Lục Minh. Tổng cộng có 13 vị chuẩn hoàng. Đây là một cỗ lực lượng kinh người. Cuồn cuộn thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, mảnh này khu vực, hoàn toàn sôi trào, không gian phá thành mảnh nhỏ, đại địa ở rạn nứt, tại bạo tạc. Đây chỉ là một cỡ trung thế giới, củng cố độ không cách nào cùng hồng hoang vũ trụ so sánh, ở hơn 10 vị chuẩn hoàng toàn lực bảo phát xuống, hoàn toàn không chịu nổi. 13 vị chuẩn hoàng nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu, thẳng hướng Lục Minh. Giết! Lục Minh mảy may không sợ. Hướng về trong đó một cái chuẩn hoàng, giết tới, đối với những người khác công kích, hắn không quan tâm. Ầm ầm, Lục Minh song quyền không ngừng vung ra, không gian bị đánh thành màu hỗn độn. Tựa là hủy diệt kinh khí, hoàn toàn che mất một phương hư không, tuôn hướng cái kia chuẩn hoàng. Trong chớp mắt, song phương giao thủ 5 đến 6 chiêu. Rất rõ ràng, Lục Minh chiếm cứ rõ ràng thượng phong, quyền kình đánh xuyên cái kia chuẩn hoàng công kích, cái kia chuẩn hoàng ho ra máu mà lui. Ngực bị Lục Minh quyền kình đánh ra một cái đại lỗ thủng. Ngay tại lúc đó, chuẩn hoàng khác công kích, cũng rơi vào trên người Lục Minh. Lục Minh xương sống, trên lưng, bả vai địa phương, đều sáp nhập vào một chút phòng ngự loại hình bí thuật. Giờ phút này, những cái này bí thuật, toàn bộ phát động. Bất quá, hơn 10 vị chuẩn hoàng liên thủ công kích, uy lực thực sự quá mạnh, những cái này bí thuật, chỉ có thể chống đối một phần lực lượng mà thôi. Phốc phốc, xoạt xoạt. Lục Minh phía sau lưng, trên bả vai huyết nhục nổ bể ra đến,
xương cốt đều bị đánh nứt, một từng trận đau nhức truyền khắp toàn thân. Bất quá mỗi một tế bào bên trong, lập tức có số lớn năng lượng tuôn ra, để Lục Minh thương thế, bằng tốc độ kinh người, khôi phục. Lục Minh không để ý thương thế, tiếp tục thẳng hướng cái kia chuẩn hoàng. Thế công không ngừng chút nào, cái kia chuẩn hoàng liều mạng chống đối, nhưng là lúc trước hắn đã bị Lục Minh kích thương, thực lực suy yếu rất nhiều, chỗ nào có thể ngăn cản Lục Minh công kích. Liên tục mấy quyền, cái kia chuẩn hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn cũng đang cuồng bạo lực lượng phía dưới, hồi phi yên diệt. Một tôn chuẩn hoàng, cứ như vậy bị đánh chết. Nhớ năm đó, ở Thái Hư Thánh Triều, chuẩn hoàng đối với Lục Minh mà nói, là chí cao vô thượng tồn tại. Ở Thái Hư Thánh Triều, Vu tộc, Thiên Ất Thánh Triều đại chiến, một tôn chuẩn hoàng, có thể quyết định thắng bại, đưa đến mấu chốt tác dụng. Mà bây giờ, Lục Minh tự tay giết chết một tôn chuẩn hoàng. Hơn nữa cái này chuẩn hoàng, là Dực nhân tộc, chiến lược so Thái Hư Thánh Triều chuẩn hoàng, mạnh hơn một mảng lớn. Nói cách khác, Lục Minh hiện tại phản hồi Thái Hư Thánh Triều, trừ bỏ bất tử ma vương, đã không có người là hắn đối thủ. Bất quá, đánh chết một tôn chuẩn hoàng, cũng không phải là không có giá cao. Lục Minh lại bị một đợt công kích. Hắn bị công kích địa phương, đã máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy nhiều cái, vô cùng thê thảm. Liên tục bị trọng thương, cho dù là Lục Minh năng lực khôi phục, cũng lập tức khó khôi phục tới. Giết, triệt để giết hắn, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Ngân Dực cuồng loạn giống to. Lục Minh chiến lực, nhường hắn phát ra từ linh hồn sợ hãi. Sức chiến đấu cơ này, bậc này thiên phú, là ở quá yêu nghiệt, hôm nay nếu không diệt trừ Lục Minh, tương lai, chết thì sẽ là hắn. Còn thừa lại 12 vị chuẩn hoàng, lại lần nữa ra tay thi triển ra tuyệt học giữ nhà, thẳng hướng Lục Minh. Muốn giết ta, liền phải trả giá thật lớn. Lục Minh quát lạnh, tiếp tục hướng về một người, giết tới. Rầm rầm rầm. Công kích như cuồng phong bạo vũ, không ngừng tuôn hướng cái này chuẩn hoàng, cùng trước đó một dạng, hoàn toàn không để ý những người khác công kích. Đáng chết! Cái kia chuẩn hoàng lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, Lục Minh mặc dù bị thương, nhưng là chiến lược một chút đều không có yếu bớt. Hai người đối oanh mấy chiêu, hắn cũng cảm giác xương tay bị đánh nứt, cánh bị đánh xuyên, lông vũ khắp nơi bay loạn. Mà lúc này, Lục Minh lại bị một đợt công kích, ngực đều bị đánh xuyên. Ngay cả đầu, cũng bị trọng kích, nhưng hắn có chút hoa mắt váng đầu. Lục Minh cố nén đau đớn, thế công không có chút nào yếu bớt. Rốt cục, cái kia chuẩn hoàng không chịu nổi, bị Lục Minh đánh chia năm xẻ bảy, chết tại chỗ. Oanh! Lục Minh bị oanh đập vào trên mặt đất nổ tung, phương viên ước vạn dặm đều vỡ nát ra. Cách đó không xa, cái kia Long Huyệt ở đại trận bảo vệ dưới, mới bình yên vô sự. Đây là người nào, làm sao như vậy yêu nghiệt? Chủng tộc khác 20 người, chố mắt đứng nhìn xem một màn này, khiếp sợ tột đỉnh. Lục Minh chiến lực, thật sâu kinh hãi những người này. Không muốn phân tán ra, hội tụ vào một chỗ công kích, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Một vị trong đó chuẩn hoàng giống to. Còn dư lại 11 vị chuẩn hoàng, hội tụ vào một chỗ, hướng về Lục Minh đuổi theo. Đụng! Mặt đất nổ tung, Lục Minh vọt ra. Bất quá một lần này, Lục Minh cũng không có thẳng hướng bọn họ, mà là hướng về nơi xa bay đi. Trốn được. Lục Minh không có tiếp tục đánh, bởi vì hắn hiện tại thương thế rất nặng, tiếp tục đánh, gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa, theo đại chiến, Lục Minh cảm giác, hắn năng lực khôi phục đang yếu bớt, cái này khiến Lục Minh không chắc. Lục Minh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Đuổi theo. 11 cái chuẩn hoàng, còn có Ngân Dực đám người, điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo. Nhưng bọn họ phát hiện, Lục Minh tốc độ nhanh vô cùng, so chuẩn hoàng đều muốn cách một tia, giữa bọn họ khoảng cách đang từ từ kéo ra. 2 giờ sau, bọn họ cơ hồ không nhìn thấy Lục Minh thân ảnh. Không nên đuổi. Lúc này, Ngân Dực kêu lên, hắn mặc dù không cam tâm, nhưng là chỉ có thể dừng tay. Công tử, tiểu tử này, quá mức yêu nghiệt, nhất định phải diệt trừ, bằng không thì tương lai chúng ta đều không được sống yên ổn. Lão Dực nhân Lưu Chiến Đạo. Không sao. Hiện tại để hắn chạy, hắn cũng cách không ra thế giới này, bên ngoài có ta Dực nhân tộc thần hoàng trấn thủ, hắn ra ngoài chính là tự tìm cái chết. Chúng ta trước đem cái thế giới này thần long đều cầm xuống, sau đó để thần hoàng trực tiếp hủy thế giới này, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Dực nói, trong mắt lãnh quang chớp liên tục. Công tử nói có lý, tiểu tử kia chạy nhất thời, chạy không được một đời, chúng ta đi trước bắt lấy thần long. Sau đó,
Bọn họ rời khỏi nơi này, hướng về trước đó cái kia Long huyệt đi. Lục Minh bỏ rơi Dực nhân tộc về sau, lại phi hành hơn một giờ. Mấy giờ, Lục Minh thương thế, cơ hồ khỏi rồi, mặt ngoài thân thể, nhìn không ra một tia vết thương. Lục Minh tìm một cái bí ẩn địa phương, ngồi xếp bằng. Cấm kỵ chi lực, quả nhiên thần kỳ, danh xưng coi như còn lại một tế bào, đều có thể sống sót, xem ra không giả, bất quá, hẳn là cần đại lượng năng lượng, ta trước đó hấp thu những cái kia thần dược năng lượng, giống như nhanh hết sạch. Lục Minh suy nghĩ, qua một trận chiến này, Lục Minh đối cấm kỵ chi lực công hiệu, hiểu rõ càng nhiều. Hắn mỗi một tế bào bên trong, đều ẩn chứa cấm kỵ chi lực, ẩn chứa thần dược năng lượng, cho nên sau khi bị thương, những cái kia năng lượng liền sẽ kích thích ra, nhường hắn nhanh chóng khôi phục. Nhưng là, làm những năng lượng này tiêu hao quá lớn về sau, hắn nghĩ muốn khôi phục, tốc độ liền muốn chậm rất nhiều. Xem ra, về sau không có việc gì, liền muốn hấp thụ nhiều năng lượng, chứa đựng ở tế bào, tăng cường tiềm lực. Lục Minh nói, hắn tinh tế cảm thụ, cảm giác được mỗi cái tế bào, đều có một loại cảm giác đói bụng. Đây là năng lượng thiếu thốn tiêu chí. Vậy trước tiên luyện hóa một chút thần dược a. Lục Minh vung tay lên, trong tay xuất hiện rất nhiều thần dược. Từ Long tộc mẫu tinh rời đi thời điểm, Lục Minh lộ ra số lớn thần dược. Dù sao, quá khứ thân y nguyên lưu tại Long tộc mẫu tinh, căn bản không thiếu thần dược, cho nên trước đó lấy được thần dược, đại bộ phận bị hiện tại thân mang ở trên người. Lục Minh xuất ra một gốc thần dược, tâm niệm vừa động, hắn cơ thể hơi rung động, mỗi một tế bào bên trong, đều truyền ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Một bụi này thần dược năng lượng, nhanh chóng bị hấp thu. Rất nhanh, cả bụi thần dược năng lượng, toàn bộ bị tế bào hấp thu, phân tán đến mỗi một tế bào bên trong. Một gốc thần dược năng lượng, phân tán đến 60 vạn ức cái tế bào, mỗi một tế bào, căn bản phân không được bao nhiêu, Lục Minh cảm giác tế bào, y nguyên truyền ra cảm giác đói bụng. Lục Minh tiếp tục luyện hóa đệ nhị gốc thần dược. Cứ như vậy, Lục Minh một mực luyện hóa thần dược, một mực luyện hóa mấy chục gốc thần dược, loại kia cảm giác đói bụng mới biến mất một chút. Ước chừng chỉ có 3%. Lục Minh nói nhỏ. Hắn có một loại cảm giác, hắn hiện tại tế bào chứa đựng năng lượng, ước chừng chỉ đạt tới 3%, hắn còn có thể tiếp tục chứa đựng càng nhiều năng lượng, tăng cường tiềm lực. Chứa đựng càng nhiều, hắn thật có thể chỉ còn lại có một tế bào, đều có thể trùng sinh. Tiếp tục. Sau đó, Lục Minh lấy ra một gốc thần hoàng cấp thần dược. Thần hoàng cấp thần dược, là thần hoàng cảnh tồn đang sử dụng, bình thường đến giảng, thần quân cảnh tồn tại, là không sử dụng được, dược lực quá mạnh, sẽ bị no bảo. Nhưng là Lục Minh hiện tại, không tồn tại loại này vấn đề. 60 vạn ức cái tế bào, đều có thể hấp thu năng lượng, hắn có thể hấp thu bao nhiêu? Bắt đầu. Lục Minh cầm thần hoàng cấp thần dược, toàn thân tế bào, đều tràn ngập ra một cỗ lực hấp dẫn, thần dược bên trong dược lực, không ngừng bị tế bào hấp thu. Bất quá, thần hoàng cấp thần dược, dược lực dị thường sung túc, Lục Minh trọn vẹn hoa 5 ngày thời gian, mới đưa một bụi này thần dược dược lực hấp thu xong. Không sai biệt lắm đạt đến 20% tả hữu. Lục Minh cảm thụ một lần thể nội tế bào tình huống. Hơn nữa, tu vi của ta, cũng phải đột phá, thừa cơ nhất cử đột phá à. Lục Minh trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ. Trước đó, hắn cùng với Dực nhân tộc đại chiến, liên sát hai cái chuẩn hoàng, mình cũng bị đánh cho trọng thương. Dạng này đại chiến sinh tử, đối với tiềm năng kích phát, là có lợi vô cùng, tiềm năng kích phát, Lục Minh tu vi nhanh chóng tăng lên. Khoảng cách thần quân tứ trọng, cũng chỉ có một tờ cách. Lục Minh hiện tại chỉ cần xuyên phá tầng này giấy, tu vi một cách tự nhiên, liền có thể vượt qua. Lục Minh bắt đầu dựa theo phi hoàng truyền cấm kỵ chi lực pháp môn tu luyện, bắt đầu tu luyện. Ông! Lục Minh huy quyền, hư không chấn động nhẹ nhẹ lên. Theo hắn vung vẩy, toàn thân cơ bắp xương cốt huyết dịch, hắn đi theo hắn huy quyền, có tiết tấu chấn động, toàn thân tế bào, cũng đi theo rung động. Từng tia tiềm năng bị kích thích ra, cường hóa lấy Lục Minh. Lục Minh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng tu luyện, hắn tốc độ huy quyền, cũng càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, chính là 3 ngày. Qua 3 ngày liên tục tu luyện, Lục Minh khí thế, đã đạt đến đỉnh điểm. Oanh! Đang ở huy quyền Lục Minh, cảm giác cả người lực lượng đột nhiên tăng vọt, mỗi một tế bào bên trong hiện lên cấm kỵ chi lực, mạnh hơn một đoạn. Đột phá! Lục Minh tu vi, rốt cục đột phá đến thần quân tứ trọng, để Lục Minh chiến lược tăng vọt. Không sai. Lục Minh ngừng lại, gật gật đầu. Hy vọng Dực nhân tộc người còn chưa đi à.
Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, sau đó thân hình khẽ động, phá toái hư không đi, phương hướng là cái thế giới này chỗ sâu. Rất nhanh, Lục Minh liền trở về lần trước đi qua cái kia Long Huyệt nơi đó. Giờ phút này, Long Huyệt đã đổ sụp, bên trong không có một đầu thần long. Cái này Long Huyệt, tối đa chỉ có một cái chuẩn hoàng, căn bản ngăn không được ngân dực đám người, bị công phá là chuyện trong dự liệu. Lục Minh tiếp tục tiến lên, trên đường đi, thấy được nguyên một đám bị công phá thành lũy, thành trì, hoặc là Long Huyệt. Thế giới này, một mảnh hỗn độn. Ân. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn ở một cái Long Huyệt bên trong, cảm ứng được một cỗ hơi yếu long lực. Lục Minh trên người cấm kỵ chi lực, bị long tộc cường giả tế luyện dài đằng đẵng tuế nguyệt, có một chút long đặc tính, cho nên Lục Minh đối với long lực, phi thường mẫn cảm. Lục Minh tiến vào Long Huyệt bên trong, ở một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, phát hiện một đầu thần long. Đây là một đầu thất trảo thần long, rất trẻ trung, phát hiện mình bị Lục Minh sau khi phát hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Ta liều mạng với ngươi. Thất trảo thần long gầm thét, đỏ hồng mắt, long trảo liên hoàn chụp vào Lục Minh. Bất quá, đầu này thần long, chỉ là thần quân nhất trọng tu vi, cùng Lục Minh cách biệt quá xa. Lục Minh dò ra một cái tay, một trảo phía dưới, bàn tay kịch liệt biến lớn, một tay lấy đầu này thất trảo thần long chộp trong tay, đầu này thất trảo thần long ra sức giãy giụa, lại khẽ động cũng không thể động. Đáng chết, hèn hạ vô sỉ kẻ ngoại lai, các ngươi chết không yên lành. Thất trảo thần long ra sức chửi mắng. Ta và những cái kia điều nhân, không phải cùng một bọn, ta là long tộc bằng hữu. Lục Minh nói, nghĩ gạt ta, không có cửa đâu. Thất trảo thần long trừng trong mắt, rõ ràng không tin. Ngươi bây giờ là ta tù nhân, ta không cần lừa ngươi. Lục Minh thản nhiên nói. Thất trảo thần long sững sờ. Đúng là như thế, Lục Minh muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, muốn lấy được đồ trên người hắn, cũng là dễ như trở bàn tay, không cần lừa hắn. Trong lúc nhất thời, thất trảo thần long không có lên tiếng. Ta hỏi ngươi, những cái kia điều nhân, đi nơi nào? Lục Minh hỏi. Ngươi thật không phải là cùng những cái kia điều nhân cùng một bọn. Thất trảo thần long không yên lòng lại hỏi một câu. Ngươi yên tâm, ta và những cái kia điều nhân có thù, tìm tới bọn họ, là tìm bọn họ báo thù, hơn nữa ta cùng với long tộc có giao tình, sẽ cứu các ngươi, đem bọn ngươi đưa đến long tộc mẫu tinh đi. Lục Minh nói. Cái gì, ngươi có thể đem chúng ta đưa đến long tộc mẫu tinh? Thất trảo thần long trong mắt trừng tròn vo, tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, còn có khó có thể tin. Long tộc mẫu tinh, đối với hắn mà nói, là một cái truyền thuyết. Hắn tuổi không lớn lắm, chỉ ở lão bối nhân vật nơi đó nghe qua long tộc mẫu tinh truyền thuyết. Hắn nghe nói, long tộc đã từng vô cùng cường đại, xưng bá vũ trụ, tung hoành thiên hạ. Long tộc mẫu tinh, càng là tất cả long tộc thánh địa, vạn long triều bái. Nhưng về sau, long tộc hủy diệt, long tộc mẫu tinh bị phong ấn, long tộc trở thành người khác tọa kỵ, đồ ăn các loại, vô cùng thê thảm. Mà bây giờ, Lục Minh thế mà có thể dẫn hắn đi long tộc mẫu tinh. Hắn lại là hưng phấn, lại là không thể tin được. Đương nhiên, Lục Minh trịnh trọng gật đầu. Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần, những cái kia điều nhân, hướng về Hoàng Đô đi, đoán chừng hiện tại muốn tiến đánh Hoàng Đô, ta dẫn ngươi đi. Thất trảo thần long cắn răng một cái, dự định liều một phát. Thế giới này không lớn, dù sao thì coi như hắn không dẫn đường, Lục Minh cũng có thể rất mau tìm đến thần long Hoàng Đô. Lập tức, bọn họ xuất phát. Thất trảo thần long chỉ đường, Lục Minh mang theo thất trảo thần long, hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Lục Minh tốc độ cực nhanh, phá mở hư không tiến lên, không đến bao lâu, liền thấy phía trước chuyển đến chói mắt thần quang. Cái thế giới này thần long Hoàng Đô đến, giờ phút này, thần long Hoàng Đô ở đại chiến kịch liệt. Dực nhân tộc giết vào thế giới này, long tộc rất nhanh liền phát hiện, thần long Hoàng Đô cường giả, triệu tập tất cả thần long, hội tụ Hoàng Đô, bố trí xuống đại trận, cộng đồng đối kháng dực nhân tộc tiến công. Mà dực nhân tộc lúc đầu chia làm 5 đám người, hiện tại đều tụ tập ở một chỗ, đem Hoàng Đô bao bọc vây quanh. Lúc đầu, có chừng 100 chủng tộc khác người, nhưng bây giờ, không có còn lại bao nhiêu, có thể thấy được, dọc theo con đường này, dực nhân tộc để chủng tộc khác người đi làm bia đỡ đạn, tử thương rất nhiều. Giờ phút này, tất cả dực nhân tộc, vây quanh thần long Hoàng Đô, ở cuồng oanh loạn tạc. Sáng lạng thần quang ngút trời, mấy trăm đạo nhiều loại công kích, hướng về thần long Hoàng Đô đánh xuống. Thần long Hoàng Đô bên trên, đại trận hiện lên, phòng ngự những công kích này. Bất quá, hiện tại đại trận ngăn cản không nổi nhiều cường giả như vậy công kích, đã tràn ngập nguy hiểm.
Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Thần Long Hoàng Đô bên trong, có long ngâm vang lên. Một chút cường đại thần long, ánh mắt bên trong tất cả đều là ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm giác rõ rệt đi ra, Dực nhân tộc bên trong chuẩn hoàng, vượt qua 50 cái. Mà thần long bên này, cũng có chuẩn hoàng, nhưng là chỉ có 10 cái, cách biệt quá xa. Một khi đại trận bị phá, chờ đợi bọn họ, sẽ là bại vong một đường. Chỉ là Dực nhân tộc, ở năm đó ta long tộc toàn thịnh thời kỳ, bọn họ sao dám động thủ, chỉ có thể ở ta long tộc trước mặt khúm núm, đáng giận a. Có thần long thở dài, mặt mũi tràn đầy bi ai cùng cô đơn. Liều, cho dù chết, cũng phải kéo bọn hắn đệm lưng. Chuẩn bị tác chiến. Từng đạo thanh âm vang lên, tất cả long tộc, đều lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, chuẩn bị cùng Dực nhân tộc tử chiến. Nơi xa, ngươi ở chỗ này chờ. Lục Minh căn dặn cái kia thất trảo thần long, sau đó dậm chân mà ra, không có ẩn tàng khí tức. Bây giờ, hắn tu vi, đã đạt đến thần quân tứ trọng, chiến lực tăng vọt, đã không cần ẩn tàng. Lục Minh vừa xuất hiện, liền bị Dực nhân tộc người cảm ứng được. Là tiểu tử kia. Lục Minh tiểu tử kia, thật to gan, lại còn dám xuất hiện. Mấy cái Dực nhân tộc lạnh lùng mở miệng. Đặc biệt là Ngân Dực, ánh mắt phi thường băng hàn. Lúc đầu nghĩ giải quyết thần long về sau, ra ngoài để thần hoàng xuất thủ, hủy diệt thế giới này, để tiểu tử này mai táng nơi này, hiện tại hắn tất nhiên dám xuất hiện, vậy trước tiên giải quyết hết a. Ngân Dực băng lãnh mở miệng, sau đó miệng hơi động một chút, cho một chút Dực nhân tộc cao thủ truyền âm. Lần này, Dực nhân tộc tiến vào nơi này chuẩn hoàng, đạt đến 60 cái. Trước đó bị Lục Minh đánh chết 2 cái, còn thừa lại 58 cái. Theo Ngân Dực hạ lệnh, lập tức có 20 cái chuẩn hoàng, dậm chân mà ra, cánh vỗ, hướng về Lục Minh vọt tới. Bọn họ thành hình quạt, hai người một tổ, hướng về Lục Minh vây lại. Bọn họ không dám khinh thị Lục Minh, Ngân Dực đã khuyên bảo qua, Lục Minh trước đó có thể ở 13 cái chuẩn hoàng dưới sự vây công, thuận lợi đánh giết hai người, hơn nữa trốn được, chiến lược phi thường kinh người. Rất nhiều Dực nhân tộc ánh mắt, cũng không khỏi nhìn phía bên này, công kích đại trận tần suất, giảm chậm một chút. Ngân Dực đám người, cũng không để ý. Theo bọn hắn nghĩ, những cái này long tộc, bất quá là bắt rùa trong hũ, chỉ phải giải quyết Lục Minh, cầm xuống những cái này thần long, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này, thế mà không trốn. Ngân Dực ánh mắt đạp một cái. Hắn lúc đầu cho rằng, bọn họ nhiều cao thủ như vậy truy kích đi qua, Lục Minh hơn phân nửa là muốn chạy trốn, không nghĩ tới, Lục Minh chẳng những không có trốn, ngược lại hướng về một cái phương hướng vọt tới. Chẳng lẽ, Lục Minh còn tưởng rằng, có thể đánh với bọn họ một trận. Chẳng lẽ, Lục Minh đột phá tu vi. Ngân Dực tâm, bỗng nhiên nhảy một cái. Các ngươi cẩn thận, không muốn phân tán. Ngân Dực vội vàng hét lớn. Giết. Giờ phút này, Lục Minh hét lớn một tiếng, toàn thân tế bào chấn động, cường đại lực lượng thôi động hắn tiến lên, thân thể như ánh sáng bạo trùng mà ra, hướng về hai cái Dực nhân tộc chuẩn hoàng phóng đi. Lục Minh tốc độ lập tức bạo tăng, vượt quá Dực nhân tộc người đoán trước, trong phút chốc, Lục Minh liền xuất hiện ở hai cái Dực nhân tộc trước người. Oanh, oanh, Lục Minh song quyền huy động, liên tục hai quyền đánh ra. Hư không như bột mịn một dạng nổ tung, cuồng bạo kinh khí, như giống như cuồng phong bạo vũ, nghiền ép hướng hai cái chuẩn hoàng. Lực lượng này, không tốt, hai cái Dực nhân chuẩn hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lục Minh vừa ra tay, bọn họ cũng cảm giác được, Lục Minh lực lượng, quả thực mạnh khủng bố, cuồng bạo kinh khí, áp chính bọn họ không thở nổi. Không có chút nào do dự, bọn họ bộc phát toàn bộ lực lượng chống đối. Nhưng là, Lục Minh nắm đấm đánh xuống thời điểm, bọn họ công kích, trực tiếp sụp đổ. Lục Minh nắm đấm, thế không thể đỡ, không gì không phá. A à, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, hai cái Dực nhân tộc thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đánh chết, lông vũ bay tán loạn. Lập tức, mặt khác Dực nhân tộc đều ngẩn ra. Có trong phút chốc thất thần. Thật sự là quá kinh người. Đây chính là hai cái chuẩn hoàng A, thế mà cùng Lục Minh ở chạm mặt tầm đó, liền bị miểu sát. Hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, trực tiếp bị miểu sát. Tất cả Dực nhân tộc, xuất hiện như vậy sát na thất thần. Nhưng là đối với Lục Minh cao thủ như vậy mà nói, sát na thất thần, liền có thể quyết định sinh tử. Lục Minh, sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Bá! Lục Minh thân hình khẽ động, xông về mặt khác hai cái Dực nhân chuẩn hoàng, song quyền như cuồng phong bạo vũ oanh ra. Lục Minh lúc trước, liền kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực,
chiến lược cường thịnh đến đỉnh điểm. Quyền kình rơi xuống, hư không đều hủy diệt, hai cái kia chuẩn hoàng mặc dù đã phản ứng tới, toàn lực chống đối, nhưng y nguyên vô dụng, quyền kình đè xuống, tan xương nát thịt, hình thần câu diệt. Lục Minh ở không có đột phá thời điểm, phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lược thời điểm, đã có thể đánh giết bình thường chuẩn hoàng. Hiện tại đột phá nhất trọng tu vi, chiến lược tăng vọt, chuẩn hoàng ở Lục Minh trước mặt, đã không chịu nổi một kích, có thể làm được miểu sát. Giết hai cái này, Lục Minh thân hình không ngừng chút nào, lại giết hướng mặt khác hai cái dực nhân chuẩn hoàng. Tụ hợp lại cùng nhau, không muốn phân tán. Nhanh tụ hợp, những cái kia dực nhân chuẩn hoàng giống to, mặt khác 10 cái chuẩn hoàng, nhao nhao phóng tới Lục Minh trước người hai cái kia chuẩn hoàng, hai cái này chuẩn hoàng cấp tốc lui lại, muốn thoát đi, nhưng là cuối cùng muộn một bước. Giết! Lục Minh hét lớn, quyền kình nghiền ép mà xuống. Lục Minh quyền kình, không chỉ có cấm kỵ chi lực lực lượng, còn đã bao hàm hắn tế bào dung hợp đủ loại bí thuật, những cái này bí thuật ẩn mà không hiện, nhưng là công kích trong nháy mắt, y nguyên bắn ra kinh người uy năng. Không có chút nào ngoài ý muốn, hai cái này dược nhân chuẩn hoàng, bị Lục Minh tùy tiện đánh giết. Nơi xa, đầu kia bị Lục Minh mang tới thất trảo thần long, nhìn trợn mắt hốc mồm. Lục Minh xuất thủ đến bây giờ, chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, thì có 6 vị dược nhân chuẩn hoàng, bị Lục Minh oanh sát. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực dọa người nghe. Thần long hoàng đô bên trong, tất cả thần long, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới, lại đột nhiên giết ra một cao thủ, liên sát dược nhân 6 vị chuẩn hoàng. Lòng của bọn hắn, không khỏi lửa nóng. Lục Minh sức chiến đấu cỡ này, để bọn hắn thấy được hy vọng. Hoặc là, hôm nay có cứu. Mà ở Lục Minh liên sát 6 vị chuẩn hoàng thời điểm, vừa rồi phóng tới Lục Minh, còn dư lại 14 vị chuẩn hoàng, đã hội tụ vào một chỗ. Giết! Lục Minh thét dài. Cho dù đối mặt 14 vị chuẩn hoàng, hắn y nguyên không sợ, phát động công kích mãnh liệt. 14 vị chuẩn hoàng cũng quát lớn, công kích hội tụ vào một chỗ, đánh tới Lục Minh. Lục Minh không tránh né chút nào, huy quyền trực tiếp xông qua, cùng đối phương công kích cứng đối cứng. Rầm rầm rầm, kinh khủng vang lên ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không phá toái, mặt đất nổ tung, cuối cùng, Lục Minh vọt qua. Hắn vẫn là trúng chiêu, bị mấy đạo công kích đánh trúng. Bất quá, hắn tu vi tăng lên, liên đới năng lực phòng ngự đều tăng lên, những cái này chuẩn hoàng công kích, mặc dù ở Lục Minh trên người lưu lại vết thương, cũng không phải rất nặng, chỉ là bị thương ngoài da, xương cốt cũng không thụ thương. Hắn thương thế, đang nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, liền hoàn toàn khôi phục. Tới đi, công kích của các ngươi mới có thể kích phát tiềm lực của ta. Lục Minh ánh mắt lộ ra nóng bỏng quang huy. Hắn phát hiện, chỉ cần tế bào chứa đựng năng lượng nhiều, tiềm lực mạnh, tự ngược, chưa chắc không phải một loại nhanh chóng đột phá đường tắt. Cho nên, hắn dứt khoát thả phòng ngự, không đi phòng ngự, một lòng công kích. Giết, giết, giết. Lục Minh hét lớn, hướng về mấy cái dược nhân tộc đánh tung, mặt khác dược nhân chuẩn hoàng công kích, hắn lười đi quản. Liên tục mấy quyền, đánh tan phía trước mấy đạo công kích, sau đó một cái dược nhân chuẩn hoàng kêu thảm, lồng ngực của hắn bị Lục Minh một quyền đánh xuyên, thân thể nổ tung. Đón lấy, Lục Minh cánh tay chấn động. Mỗi một tế bào bên trong, đều bắn ra kinh khủng lực lượng, lập tức hướng về bốn phương tám hướng bạo tạc. Cái kia chuẩn hoàng thân thể, đầu lâu, như tây qua nổ tung lên, chết tại chỗ. Đón lấy, Lục Minh tay trái cắt ngang, một đạo sáng chói kiếm mang chém ra, một cái khác dược nhân chuẩn hoàng, bị chém thành hai nửa, linh hồn cũng đang kiếm mang phía dưới yên diệt. Mà mặt khác dược nhân chuẩn hoàng công kích, rơi vào Lục Minh trên người, đem Lục Minh đánh bay ngang ra ngoài. Trên người rách tung tóe, máu tươi chảy ròng. Nhưng là, Lục Minh vết thương, lại khôi phục nhanh chóng. Theo Lục Minh khôi phục, hắn cảm giác, hắn lực lượng đang tăng cường. Đúng vậy, bị kích thương, ngược lại nhanh chóng kích phát ra tiềm lực của hắn, so với hắn tự mình tu luyện, muốn nhanh rất nhiều lần. Cái này khiến Lục Minh càng hưng phấn, hạ quyết tâm về sau muốn nhiều tìm người đại chiến. Lục Minh hoàn toàn không để ý bản thân thương thế. Lại hướng về mặt khác dực nhân chuẩn hoàng phóng đi, một bộ không muốn mạng bộ dáng. Mấu chốt là, hắn xông ra một trận khoảng cách về sau, hắn thương thế, cũng nhanh muốn khỏi rồi. Biến thái, đây là biến thái. Yêu nghiệt a. Những cái kia dực nhân chuẩn hoàng, toàn bộ lộ ra hoảng sợ. Lục Minh biểu hiện này, quả thực biến thái, thế thì còn đánh như thế nào? Đồng loạt ra tay, không cần quản long tộc người, đồng loạt ra tay, trước diệt sát tiểu tử này. Ngân dực giống to. Hắn tâm,
cũng là vô cùng hoảng sợ. Lúc này mới bao lâu, Lục Minh chiến lược lại tăng vọt, lại qua một đoạn thời gian, còn cao đến đâu, nhất định phải diệt sát Lục Minh. Còn thừa lại 38 cái chuẩn hoàng, toàn bộ buông xuống thần long hoàng đô, cùng một chỗ đánh tới Lục Minh. Bất quá, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, lại bị Lục Minh diệt sát hai cái dược nhân chuẩn hoàng. Ngay từ đầu 20 cái, đã bị Lục Minh giết 10 cái. Đến được tốt, nhìn thấy còn dư lại 38 cái chuẩn hoàng xông lại, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cơ bắp run lên, hắn bỏ đi còn dư lại 10 cái chuẩn hoàng, xông về cái kia 38 cái. 38 cái chuẩn hoàng, không nghĩ tới Lục Minh lá gan thế mà lớn như vậy, dám chủ động thẳng hướng bọn họ, cho nên, bọn họ cũng không hội tụ vào một chỗ. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh vọt tới, dọa một đầu, sau đó đủ loại công kích, hướng về Lục Minh chút xuống đi. Bất quá Lục Minh căn bản không quản những công kích này, một đầu xông tới, đảm nhiệm những công kích này rơi ở trên người hắn, lưu lại từng đạo vết thương, hắn vọt qua, hướng về mấy cái dược nhân chuẩn hoàng phóng đi. Không tốt, mấy cái kia dược nhân chuẩn hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là muốn lui lại, đã chậm, bị Lục Minh tùy tiện đánh giết. Đón lấy, Lục Minh đánh tới một phương hướng khác. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Những cái này dược nhân chuẩn hoàng, căn bản không phải Lục Minh đối thủ, mặc kệ cái gì công kích rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh đều không quan tâm, chỉ cần bị Lục Minh tới gần, bọn họ liền chỉ có đường chết một đầu. Hơn nữa Lục Minh không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, ngược lại có càng đánh càng mạnh xu thế. Không đến bao lâu, lại có 10 cái dược nhân chuẩn hoàng, bị Lục Minh đánh giết. Nếu như vậy, trước sau thì có 20 cái dược nhân chuẩn hoàng chết ở Lục Minh trên tay, 58 cái, chỉ còn lại có 38 cái. Tất cả dược nhân tộc, đều trong lòng run sợ, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Trốn à! Đúng lúc này, một cái dược nhân chuẩn hoàng hoảng sợ giống to, hắn nhìn thấy Lục Minh hướng về hắn vọt tới, hắn trực tiếp quay đầu liền đi. Hắn vừa đi, mặt khác dược nhân chuẩn hoàng, cũng trong lòng run sợ, cũng xoay người bỏ chạy. Lúc đầu, còn dư lại dược nhân chuẩn hoàng, tụ tập cùng một chỗ, Lục Minh muốn giết, không có dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại, bọn họ trận hình, toàn bộ loạn. Dược nhân chuẩn hoàng trận hình vừa loạn, thì càng khó hình thành sức chiến đấu. Lục Minh giết tới, một chiêu một cái, trong khoảnh khắc, lại là liên sát 5-6 người. Đáng chết, rút lui, rút lui. Ngân dược giống to, sắc mặt khó coi muốn chết. Bọn họ nhiều người như vậy, thế mà bị Lục Minh một người bước muốn chạy trốn, hắn thật kém chút tức hộp máu. Nhưng hiện tại loại này tình huống, bọn họ không trốn đi, chính là bị Lục Minh tiêu diệt từng bộ phận, dần dần đánh giết. Giết ra ngoài. Giờ phút này, thần long hoàng đô bên trong, một đầu mạnh nhất thần long giống to. Cơ hội này, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua. Giết. Giết ra ngoài. Đông đảo thần long giống to, lập tức, khoảng chừng mấy trăm đầu cường đại thần long, rời đi hoàng đô, đánh tới dực nhân tộc. Một nhóm này thần long, có hơn 10 vị chuẩn hoàng, trên trăm vị thần quân cửu trọng, tập hợp, chiến lực cũng phi thường cường đại. Mà dực nhân tộc chuẩn hoàng, đang bị Lục Minh đuổi theo đuổi, cho nên, dực nhân tộc căn bản không ai cản nổi ngụ thần long tộc, giao thủ một cái, thì có gần 100 cái dực nhân cao thủ bị đánh giết. Thần long cao thủ, như bẻ cành khô đồng dạng, giải khai dực nhân tộc trận hình, giết dực nhân tộc người khắp nơi bay loạn. Giết cái kia ngân sắc điểu nhân. Một đầu chuẩn hoàng cảnh thần long giống to, dẫn người hướng về ngân dực phóng đi. Ngân dực sắc mặt đại biến, ở mấy người cao thủ bảo vệ dưới, vội vàng chạy trốn. Nhưng là, những cái kia thần long tộc cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm ngân dực, không cho đối phương đào tẩu, bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Cứu ta, mau tới cứu ta. Ngân dực giống to. Hắn mặc dù cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng dù sao chỉ có thần quân bát trọng tu vi, nhưng hắn ứng phó một tôn chuẩn hoàng, chỉ sợ đều kém một chút, đối mặt thần long hơn 10 vị chuẩn hoàng, hắn chỉ có đường chết một đầu. Đi cứu ngân dực công tử. Nhanh! Một chút dực nhân tộc chuẩn hoàng, vội vàng hướng ngân dực bay đi. Ngân dực thân phận, không thể coi thường, không chỉ có bản thân thiên phú tuyệt luân, bối cảnh địa vị cũng rất lớn, không thể chết ở chỗ này. Nếu như ngân dực chết ở chỗ này, bọn họ những người này, cũng chỉ có đường chết một đầu, thậm chí sẽ liên lụy người nhà. Lập tức, có không ít dực nhân chuẩn hoàng, hướng về ngân dực bay đi. Những người này, Lục Minh hiện tại lười đi quản, liền giao cho thần long tộc kiềm chế, Lục Minh đánh tới còn lại những cái kia dực nhân chuẩn hoàng. Lục Minh dự định đem những cái này dực nhân tộc, toàn bộ đánh giết ở chỗ này. Bởi vì,
Những cái này dược nhân một khi đi ra ngoài, tiếp đó, sợ rằng phải đứng trước thần hoàng trả thù. Lục Minh bây giờ chiến lược mặc dù không tệ, nhưng đối mặt thần hoàng, nhất định là một con đường chết. Cho nên, Lục Minh đem tốc độ thi triển đến cực hạn, không gian ở trước mặt hắn, như giấy mỏng một dạng không chịu nổi một kích, hắn phá toái hư không mà đi, lóe lên một cái, sẽ xuất hiện ở một cái chuẩn hoàng trước mặt, sau đó một quyền oanh sát. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Lục Minh trên không trung không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, liền sẽ có một cái dược nhân chuẩn hoàng bị Lục Minh oanh sát. Nửa phút không đến, lại có hơn 10 chuẩn hoàng chết ở Lục Minh trên tay. Đi, đi mau a. Có 10 cái dược nhân chuẩn hoàng, vọt tới ngân dược nơi đó, bảo hộ lấy ngân dược, muốn mang theo ngân dược chạy trốn. Nhưng là thần long tộc người, làm sao biết để bọn hắn đào tẩu. Dược nhân tộc giết tới đây, ven đường bắt số lớn thần long, cũng có số lớn thần long bị đánh giết, bọn họ đối dược nhân tộc người, đã sớm hận thấu xương. Hiện tại có cơ hội lưu lại những cái này dược nhân, bọn họ coi như liều lên tính mệnh đều có thể. Hống hống. Từng đầu thần long ngửa mặt lên trời gào to, thon dài long khu giãy giụa, hoàn toàn không để ý phòng ngự của mình, hung hăng điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời, những cái kia dược nhân bị ngăn chặn, khó có thể đào tẩu. Mà những cái kia giải rác dược nhân chuẩn hoàng, đã bị Lục Minh đánh giết. Đón lấy, Lục Minh hướng về ngân dược bên này phóng đi. Đáng chết, đáng chết. Ngân dược trong miệng không ngừng gào thét, dọa sắc mặt trắng bạch, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Lục Minh, ta đã truyền ra tin tức, tộc ta thần hoàng, chẳng mấy chốc sẽ giết tới, đến lúc đó ngươi sẽ rất thê thảm, nếu như ngươi bây giờ dừng tay, hắn còn có một chút hy vọng sống. Ngân dược giống to, dùng thần hoàng đến uy hiếp hắn. Thật sự là hắn đã tin tức truyền ra, cho chấn thủ ở bên ngoài thần hoàng. Bất quá, Lục Minh cười lạnh, căn bản không hề bị lay động. Tin tức truyền ra, cái này ở Lục Minh trong dự liệu. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Thần hoàng dám giết tiến đến. Trong này, thế nhưng là có rất nhiều dược nhân tộc người, thần hoàng một khi giết tới, thế giới này, nhất định sẽ không chịu nổi sụp đổ. Cho nên, phía ngoài dược nhân thần hoàng, nhất định sẽ các cái khác dược nhân lui ra ngoài, mới có thể động thủ. Chỉ cần những cái này dược nhân không có ra ngoài, phía ngoài thần hoàng, trong thời gian ngắn khẳng định không dám động thủ. Đây cũng là Lục Minh muốn đem những cái này dược nhân toàn bộ đánh chết nguyên nhân, một khi để những người này dược nhân đi ra ngoài, hắn mới nguy hiểm, những cái này dược nhân không có đi ra ngoài, hắn ngược lại an toàn. Giết! Lục Minh hét lớn, thế công như điên. Hắn toàn thân đẫm máu, lại hoàn toàn không để ý, đem tất cả lực lượng, đều dùng ở tiến công. Bính bính! Lại là mấy cái dược nhân chuẩn hoàng bị đánh giết. Liên quan mấy cái thần quân cửu trọng dược nhân bị quyền kình quét chúng, cũng nổ tung lên, chết tại chỗ. Một bên khác, thần long tộc cũng gấp rút tiến công, liên sát mấy cái dược nhân cường giả. Có thần long tộc kiềm chế, Lục Minh săn giết dược nhân tộc, càng nhanh hơn, càng thêm thuận tiện. Mỗi một chiêu xuống dưới, đều có thu hoạch. Đây hoàn toàn là nghiêng về một bên đổ sát. Trốn à! Dược nhân tộc bên trong, truyền ra một tiếng hoảng sợ giống to, sau đó, rất nhiều dược nhân tan tác như chim muông, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Nguy cơ sinh tử trước mắt, bọn họ đã không lo được ngân dược. Nhưng là bây giờ, dược nhân tộc còn dư lại lực lượng, đã không thể so thần long tộc mạnh, thậm chí nhiều hơn, số lượng càng là không có thần long nhiều. Không nên để cho bọn họ chạy. Cuốn lấy bọn họ. Thần long tộc người giống to, cơ hồ là hai đầu thần long ứng phó một cái dược nhân, điên cuồng tấn công, gắt gao cuốn lấy dược nhân. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần cuốn lấy dược nhân, Lục Minh liền có thể đánh giết những cái này dược nhân. Những cái này dược nhân bị cuốn lấy, trong lúc nhất thời khó có thể phá vây ra ngoài, đã đại biểu bọn hắn vận mệnh. Lục Minh thân hình lấp lóe, liên tục oanh sát. Hắn chọn trước chuẩn hoàng cảnh một người săn giết. Còn thừa lại 10 cái chuẩn hoàng cảnh dược nhân, phân tán ra, bị thần long tộc cường giả cuốn lấy, đối mặt Lục Minh, căn bản không có sức phản kháng, nhao nhao bị Lục Minh oanh sát. Mười mấy giây đồng hồ, 10 cái dược nhân chuẩn hoàng, toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay. Dược nhân tộc một lần này tiến vào 60 cái chuẩn hoàng, toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay. Đương nhiên, đối với dược nhân tộc loại này khổng lồ chủng tộc mà nói, 60 cái chuẩn hoàng, căn bản không tính là cái gì, nhưng là đối với Lục Minh mà nói, đây là hết sức chiến tích. Chuẩn hoàng vừa chết, còn dư lại thần quân cửu trọng, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, ở Lục Minh trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, không có chút nào lo lắng. Lục Minh một quyền xuống dưới, 3-5 cái, 6-7, không ngừng nổ bể ra.
Không đến bao lâu, còn dư lại Dực Nhân, toàn bộ bị đánh giết. Lúc đầu, chủng tộc khác còn thừa lại mấy cái không có chết, Lục Minh mặc kệ mọi việc, toàn bộ giải quyết. Liền giải quyết. Nhìn xem đầy đất Dực Nhân thi thể, đầy đất lông vũ, thần long tộc người, đều có chút sững sờ. Trước đó, gần 60 cái Dực Nhân chuẩn hoàng vây công bọn họ đều tuyệt vọng, cho rằng một lần này, bọn họ muốn bị diệt, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, giết ra một cái Lục Minh. Thoạt nhìn, Lục Minh tu vi mới thần quân tứ trọng mà thôi, nhưng là chiến lược mạnh, quả thực là kinh thế hãi tục, giết Dực Nhân chuẩn hoàng như giết gà. Sức chiến đấu cơ này, bọn họ chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, Lục Minh trong tay xuất hiện 5 cái túi càn khôn, là vừa mới đánh giết Ngân Dực đám người, từ trên người bọn họ bắt được. Lục Minh vung tay lên, 5 cái túi càn khôn bay lên không trung, kịch liệt biến lớn lên, sau đó túi càn khôn mở ra, bên trong bay ra từng đầu thần long. Hống hống hống, thiên địa, đều là tiếng long ngâm. Từng đầu màu sắc bất đồng thần long, bay lượn trên không trung, cực kỳ hùng vĩ. Những cái này thần long, đều là trước đó bị Dực Nhân tộc bắt được. Những cái này thần long vừa bay ra đến, liền cảnh giác đánh giá chung quanh lên, khi bọn hắn nhìn thấy thần long hoàng đô, cùng với khác thần long về sau, hơn nữa không có Dực Nhân tộc về sau, bọn họ mới trầm tĩnh lại. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta được cứu. Những cái kia thần long hiếu kỳ không thôi. Lập tức, có thần long hoàng đô bên trong thần long, đem sự tình vừa rồi, nói một lần. Khi bọn hắn nghe được Lục Minh cơ hồ bằng sức một mình, đánh chết tất cả Dực Nhân về sau, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó, tất cả thần long, hướng về Lục Minh bay tới, hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Lục tiền bối, ngươi thật sự là thật lợi hại. Trước đó đầu kia thất trảo thần long cũng bay tới, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt bên trong, tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái. Bất quá Lục Minh lại không có trầm tĩnh lại. Các ngươi chớ cao hứng quá sớm, hiện tại nguy cơ cũng không có giải trừ, Dực Nhân tộc có mấy vị thần hoàng trấn thủ ở bên ngoài, nếu như những cái này thần hoàng xuất thủ, chúng ta toàn bộ đều muốn chết. Lục Minh nói, lời vừa nói ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại, không hề có một chút thanh âm. Tất cả thần long, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn họ rất rõ ràng thần hoàng xuất thủ, sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Thế giới này, sẽ hủy diệt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao? Đáng chết, ra ngoài cùng bọn hắn liều. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Lục Minh hai tay nhấc một cái, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Qua trước đó trận chiến kia, Lục Minh đã tích lũy xuống cực cao danh vọng, những cái này thần long, bất trí bất giác, đem Lục Minh trở thành người đáng tin cậy. Kỳ thật cũng không cần sợ, ta có biện pháp, đem bọn ngươi đưa đến long tộc mẫu tinh đi. Lục Minh nói, cái gì, ngươi có thể đem chúng ta đưa đến long tộc mẫu tinh? Lục Minh lời ấy, để hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả thần long, đều khiếp sợ tột đỉnh. Long tộc mẫu tinh, đó là long tộc thánh địa trong truyền thuyết A. Lục Minh, thật có thể đưa bọn hắn đi long tộc mẫu tinh. Thực không dám giấu giếm, ta liền là vừa từ long tộc mẫu tinh rời đi không lâu, cùng diệt thế thần long Ngao Thiền tiền bối nhận biết, Ngao Thiền tiền bối đưa ta một loại trận bàn. Lục Minh lời còn chưa dứt, hiện trường lại bộc phát ra kịch liệt xôn xao. Cái gì, diệt thế thần long Ngao Thiền tiền bối, Ngao Thiền tiền bối, không phải chết rồi sao? Đây chính là truyền thuyết long tộc cường giả vô địch A, nhân vật vĩ đại, ngươi thật nhận biết. Tất cả long tộc, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, ánh mắt lửa nóng. Lục Minh im lặng sờ lỗ mũi một cái, nói, Ngao Thiền tiền bối, cũng không có chết, bây giờ đang ở long tộc mẫu tinh, hắn cho một cái trận bàn, có thể mở ra lỗ sâu, thông hướng long tộc mẫu tinh. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền mở ra lỗ sâu, đưa các ngươi tiến về long tộc mẫu tinh, chậm thì sinh biến. Lục Minh không trì hoãn, lấy ra Ngao Thiền cho hắn 36 khối trận bàn, trên không trung bày ra một cái đại trận. 36 khối trận bàn thành hình tròn sắp xếp, phát ra thôi sáng quang huy, sau đó hư không bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy, một đầu lối đi tối thui, xuất hiện ở không trung. Thông qua lỗ sâu, Lục Minh mơ hồ có thể cảm giác được long tộc mẫu tinh khí tức. Thành công! Tốt rồi, lỗ sâu đã mở ra, tranh thủ thời gian lên đường đi. Lục Minh nói, thật là long tộc mẫu tinh, ta có thể cảm giác được thân thiết khí tức. Ta cả người hưng phấn. Rất nhiều thần long đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đi, đi mau. Một chút thần long, xông vào đạo lỗ sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Lục Minh.
Nhiều như vậy Dực nhân tộc giết tới, ở bên ngoài có thần hoàng trấn thủ, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bên ngoài bây giờ Dực nhân thần hoàng, khả năng cảm thấy bên trong còn có Dực nhân tộc, cho nên không dám động thủ, nhưng thời gian lâu dài, nhất định sẽ phát hiện không hợp lý. Đến lúc đó sẽ trễ. Cùng chết ở Dực nhân thần hoàng trong tay, còn không bằng liều một phát. Lỗ sâu rất lớn, mà những cái này thần long đem người thu nhỏ lên, đồng thời có thể chứa được mấy trăm con thần long đồng thời thông qua. Thế giới này, ước chừng có mấy vạn con thần long, không có bao nhiêu thời gian, liền thành công thông qua được lỗ sâu. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Lục Minh cũng xông vào lỗ sâu bên trong, sau đó tâm niệm vừa động, 36 khối trận bàn liền bay vào đến Lục Minh trong tay, lỗ sâu đang biến mất, nhưng là Lục Minh thân hình, đã thật nhanh hướng về long tộc mẫu tinh đi, khi hắn đi tới long tộc mẫu tinh thời điểm, lỗ sâu cũng đã biến mất. Lục Minh có thể không có tính toán ra ngoài cùng thần hoàng mạnh mẽ chống đỡ, đó là hành động tìm chết. Long tộc mẫu tinh, một vùng núi bên trong, số lớn thần long giáng lâm. Thật là nồng đậm thần khí, thiên, cái này thần khí mức độ đậm đặc, quá kinh người. Hảo vững chắc hoàn cảnh, thật là thân thiết khí tức. Long tộc mẫu tinh, ta dám khẳng định, đây chính là mẫu tinh, chúng ta thật đi tới mẫu tinh. Rất nhiều thần long, kích động toàn thân phát run. Không cần phải nói. Bọn họ chỉ cần vừa cảm ứng, liền biết, nơi này là long tộc mẫu tinh, không có sai. Long tộc mẫu tinh, là tất cả thần long khởi nguyên chi địa, chỉ cần là thần long, vừa đến nơi này, liền sẽ có đặc thù cảm ứng. Bọn họ kích động tột đỉnh. Nơi này tu luyện hoàn cảnh, so với bọn hắn trước kia đợi địa phương, thật tốt hơn nhiều. Ở trong này tu luyện, bọn hắn tu vi, sẽ đột nhiên tăng mạnh, không giống trước kia một dạng, cao nhất chỉ có thể đạt tới chuẩn hoàng. Ta cảm giác. Ta có đột phá dấu hiệu, không được bao lâu, ta liền có thể đột phá. Một đầu già nua thần long, kích động kêu lên. Đây là một vị chuẩn hoàng, lúc tuổi còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, rất nhanh liền tu luyện tới chuẩn hoàng cảnh, nhưng là tại cái kia trung hình thế giới, hắn lại khó có thể đột phá. Hắn lúc đầu có thể rời đi thế giới kia đột phá, nhưng là một khi rời đi thế giới kia, đột phá về sau, khẳng định trở về không được, còn có thể đứng trước tộc khác săn bắn truy kích. Rất nhiều đại tộc, đối thần hoàng cảnh thần long, thế nhưng là rất thấy thèm. Dùng thần hoàng cảnh thần long tới kéo xe, thế nhưng là rất phong cách. Cho nên, hắn vây ở chuẩn hoàng cấp, rất nhiều năm, đi tới long tộc mẫu tinh, hắn lập tức liền cảm giác, sắp đột phá. Ta cũng sắp đột phá. Rất nhiều thần long bị kích thích, đều cảm giác có dấu hiệu đột phá. Tất cả long tộc, một mảnh reo hò, trong lòng vô cùng kích động. Đây mới là bọn hắn cố hương, long tộc thánh địa. Đúng lúc này, không trung đột ngột xuất hiện một bóng người. Đạo này thân ảnh vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra một cỗ mênh mông long uy. Hiện trường lập tức an tĩnh xuống, cảm nhận được một cỗ này mênh mông long uy, tất cả long tộc đều cảm giác được hết sức áp lực cực lớn. Ngao Thiền tiền bối, Lục Minh ôm quyền. Không trung thân ảnh, tự nhiên là diệt thế thần long Ngao Thiền. Đây là, Ngao Thiền tiền bối. Tất cả thần long, đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Diệt thế thần long Ngao Thiền, đây chính là truyền thuyết long tộc người mạnh nhất a, bọn họ thế mà tận mắt thấy truyền thuyết. Tất cả long tộc đều không khỏi kích động, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ. Ngao Thiền vung tay lên, một cỗ lực lượng lan tràn ra, tất cả long tộc đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Ngao Thiền đánh giá mấy vạn con thần long, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi vẻ kích động. Lục Minh, ngươi không tệ a. Ngao Thiền cảm thán một câu. Lập tức mang về mấy vạn con thần long, đây là thu hoạch khổng lồ, chỉ cần hào hào bồi dưỡng, long tộc liền sẽ không bị diệt, sẽ hưng thịnh. Đây là long tộc quật khởi lần nữa căn cơ a. Lúc đầu, long tộc mẫu tinh bên trên thần long, chỉ còn lại có Ngao Yên cùng số ít, ít như vậy, làm sao có thể đem long tộc sinh sôi lớn mạnh. Nhưng là lập tức thêm ra mấy vạn đầu, sinh sôi tốc độ liền sẽ rất nhanh. Đây là ta phải làm, về sau ở bên ngoài, chỉ cần đụng phải thần long. Vãn bối đều sẽ đưa tới long tộc mẫu tinh. Lục Minh ôm quyền nói. Tốt, tốt, tốt. Ngao Thiền liên tục gật đầu, sau đó an bài những cái này thần long tộc. Long tộc mẫu tinh, địa hạt cuồn cuộn, bây giờ chỉ có một ít long nhân tộc, an bài mấy vạn con thần long, thực sự quá đơn giản. Mà Lục Minh, cũng không có lập tức rời đi, tất nhiên trở về, hắn dự định thu một nhóm thần dược mang ở trên người. Hắn đã phát hiện cấm kỵ chi lực tu luyện bí mật. Cần không ngừng chứa đựng năng lượng, nếu như vậy, đại chiến, hắn có thể không sợ sinh tử, không cần phòng ngự, coi như trọng thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục, hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi.
Trước đó cùng Dực nhân tộc một trận chiến, Lục Minh phát hiện, hắn tu vi lại tăng lên không ít, thật nhanh hướng về thần quân ngũ trọng tới gần. Nếu dạng này kịch liệt đại chiến sinh tử, nhiều đến mấy trận, hắn chỉ sợ liền có thể đột phá đến thần quân ngũ trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tế bào chứa đựng đầy đủ năng lượng, tích lũy đến đầy đủ tiềm lực. Ở Lục Minh vơ vét thần dược thời điểm, trước đó cái kia cỡ trung thế giới bên ngoài, mấy cái Dực nhân tộc thần hoàng, sắc mặt khó coi. Hắn tự nhiên nhận được ngân dược đám người truyền tin tức, biết rõ ra một cái Lục Minh, chiến lược khủng bố, đang ở săn giết Dực nhân tộc. Nhưng là, bọn họ lại không dám vọt thẳng đi vào, sợ nhảy hủy thế giới này, nói như vậy, bên trong Dực nhân, không một kẻ nào có thể sống được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài lên. Thế nhưng là, chờ một ngày, đều không nhìn thấy một cái Dực nhân từ đó hình thế giới đi ra. Bọn họ biết rõ, bên trong Dực nhân, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu như không có chuyện gì, làm sao có thể không ra? Ta vào xem. Trong đó một cái Dực nhân nói, sắc mặt âm trầm. Sau đó, bọn họ mở ra thông đạo, cái kia thần hoàng cảnh Dực nhân, một bước bước vào đi vào. Hắn đem tự thân khí tức, thu liếm đến cực hạn, không dám chút nào tiết lộ, sau đó ở cái thế giới này tìm kiếm. Nhưng là tìm một vòng, một đầu thần long đều không nhìn thấy, một cái Dực nhân tộc cũng không có tìm được. Thế giới này trở nên trống rỗng, cái gì cũng không có. Làm sao có thể, đáng chết. Cái này Dực nhân gầm thét. Một cái thế giới người, làm sao có thể đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Oanh. Hắn kiềm chế không được, khí tức kinh khủng, bộc phát ra. Thần hoàng khí tức, thực sự quá kinh khủng, thế giới này, căn bản không chịu nổi, lấy người này làm trung tâm, từng đầu không gian thật lớn khe hở, lan tràn ra ngoài, kéo dài đến thế giới cuối cùng. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới, đều rung động dữ dội lên, thiên địa lay động, đại địa vỡ ra, nham tương đầy trời. Toàn bộ thế giới, đang hủy diệt. Rất nhanh, toàn bộ thế giới tại bạo tạc, hóa thành hư không. Thế giới này, không chịu nổi thần hoàng uy áp. Biến mất cho ta. Dực nhân thần hoàng lạnh lùng mở miệng, một đôi cánh khẽ vỗ, hai đạo phong mang bùng lên mà ra, đem thế giới này đều chẻ thành mấy khối, hủy diệt tốc độ, đột nhiên tăng nhanh. Mà Dực nhân thần hoàng, phá mở hư không, rời đi thế giới này, xuất hiện ở bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn, có thể thấy rõ ràng, một mảnh tinh không đang kịch liệt vặn vẹo, có năng lượng cường đại tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Phía ngoài mấy vị thần hoàng, lập tức hỏi. Vị kia đi vào thần hoàng, đem hắn thấy nói một lần, những người khác trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng, bọn họ rời khỏi nơi này, đem trong chuyện này báo lên. Nửa tháng sau, Lục Minh lại rời đi Long tộc mẫu tinh, một lần này, hắn mang không ít thần dược, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Lần này, Lục Minh không có hướng Dực nhân tộc vị trí khu vực đi, chỉ sợ cái này sẽ Dực nhân tộc đang truy nã hắn đây. Lục Minh tuyển ở một phương hướng khác. Hắn tiến lên phương hướng, là Hồng Hoang vũ trụ phía nam. Bởi vì, Mộng Huyễn Thiên Cung vị trí khu vực, liền ở Hồng Hoang vũ trụ phía nam. Hắn cũng không gấp, một bên đi đường, một bên tu luyện. Nửa năm sau, hắn đi tới một chỗ phồn hoa địa khu. Nơi này, là Hồng Hoang vũ trụ phía nam thương nghiệp danh địa, mảnh này khu vực, hội tụ rất nhiều loại tử, rất nhiều thế lực thương nhân, cũng hấp dẫn rất nhiều cao thủ ở trong này giao dịch. Lục Minh tới nơi này, thứ nhất, là muốn nghe ngóng Thiên Cung có hay không tuyển nhận thiên binh tin tức. Thứ hai, Lục Minh muốn mua một ít bí thuật. Trước đó, hắn đánh chết mấy trăm Dực nhân tộc cường giả, từ trên người bọn họ, vơ vét ra 28 loại bất đồng bí thuật. Những cái này bí thuật, đại đa số cùng tốc độ loại có quan hệ. Bất quá trong đó có 5 loại, Lục Minh trước đó đã tu luyện qua, cho nên chỉ có 23 loại Lục Minh không có tu luyện qua. Hơn nửa năm đó đến, Lục Minh đã đem những cái này bí thuật tu luyện thành bí thuật phù văn, dung nhập vào tế bào. Dung nhập bí thuật phù văn càng nhiều, Lục Minh chiến lực thì sẽ càng mạnh. Cho nên, Lục Minh muốn tìm kiếm càng nhiều bí thuật tu luyện. Thượng Xuyên Tinh, một cái ngôi sao to lớn, cũng cực kỳ phồn hoa. Từng cái khác biệt chủng tộc cường giả, xuyên tới xuyên lui. Lục Minh hành tẩu ở đường cái, không kịp nhìn. Đi dạo một hồi, Lục Minh đi vào một nhà to lớn trong cửa hàng. Cửa hàng phi thường lớn, chỉnh tề trưng bày rất nhiều kệ hàng, phía trên trưng bày các loại các dạng bảo vật. Thần đan, thần binh, thần dược, thần công diệu pháp bí tịch, bí thuật các loại, không thiếu gì cả. Vị này khách quan, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Một vị mỹ lệ thiếu nữ đi tới hỏi, nụ cười thân thiết. Ta cần phải mua một ít bí thuật.
Lục Minh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mình ý đồ đến. À, khách quan cần gì bí thuật, ta có thể giúp ngươi xem một chút có hay không? Cô gái trẻ tuổi nói. Cái gì bí thuật đều có thể, ta đều mua, càng nhiều càng tốt. Lục Minh nói. Cái gì bí thuật đều mua? Một lần này, trẻ tuổi nữ tử ngây ngẩn cả người. Nàng phi thường kinh ngạc dò xét Lục Minh. Thông thường bí thuật, không phải là không có người mua, nhưng là sẽ không mua nhiều, một dạng sẽ mua một ít môn, nghiên cứu một chút, xem như thủ đoạn phụ trợ. Bởi vì, tu luyện thần lực, có bản nguyên bí thuật. Bản nguyên bí thuật, sâu không lường được, tiềm lực to lớn, uy lực ở phía xa phổ thông bí thuật phía trên, coi như tiêu phí cả đời tinh lực đi tu luyện, đều chưa hẳn có thể tu luyện tới đại thành. Cho nên tu luyện phổ thông bí thuật người cực ít. Trừ phi là không có thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Nhưng là, bản nguyên bí thuật, ở Thái Hư Thánh Triều chỗ đó, là rất thưa thớt, nhưng là ở một chút cường đại vũ trụ cấp thế lực, thậm chí là các đại chủng tộc mạnh mẽ, lại là rất ít gặp. Một chút chủng tộc mạnh mẽ, cơ hồ người người đều có thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Coi như một số người lúc tuổi còn trẻ không thể thức tỉnh, chờ lớn tuổi, tu vi cao hơn, cũng có thể thức tỉnh. Cho nên, lập tức mua rất nhiều bí thuật, rất ít. Hơn nữa, Lục Minh muốn bao nhiêu mua bao nhiêu, thì càng ít. Khách quan thật muốn mua rất nhiều. Trẻ tuổi nữ tử lại hỏi. Không sai. Lục Minh gật đầu. Vậy ta mời công tử chúng ta đi ra cùng ngươi nói chuyện, khách quan chờ một lát. Trẻ tuổi nữ tử hạ thấp người thi lễ một cái, liền rời đi. Không lâu sau đó, vừa rồi kia tuổi trẻ nữ tử, đi theo một cái nam tử trẻ tuổi đi tới. Nam tử rất anh tuấn, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mặc hoa phục, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn hướng về Lục Minh đi tới, ánh mắt chỗ sâu, cũng lộ ra một tia vẻ tò mò. Tại hạ Khương Nhạc Bang, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Nam tử trẻ tuổi liền ôm quyền, mỉm cười nói. Mục Vân. Lục Minh ôm quyền trả lời. Mục huynh, ngươi là muốn mua rất nhiều bí thuật. Khương Nhạc Bang hỏi. Đúng vậy, ta đã có một ít bí thuật, ta cần phải mua ta không có bí thuật, có bao nhiêu, mua bao nhiêu. Lục Minh nói. Mục huynh, mời bên trong nói chuyện. Khương Nhạc Bang nói, đem Lục Minh dẫn tới một phòng khách. Mục huynh, đây là ta có tất cả bí thuật, tổng cộng 220 môn, Lục huynh nhìn xem ngươi cần cái nào. Khương Nhạc Bang đem một khối ngọc phù, đưa cho Lục Minh. Ngọc phù bên trong, ghi lại 220 môn bí thuật, đương nhiên, chỉ có danh tự cùng đại cương giới thiệu. Lục Minh từng cái nhìn sang. Có 60 môn, ta đã có. Lục Minh trong lòng hơi động. Lúc trước hắn nắm giữ những cái kia bí thuật, có thật nhiều là thường xài bí thuật, rất nhiều người đều có, cho nên rất dễ dàng lặp lại. Bất quá trừ cái này 60 môn, còn dư lại 160, Lục Minh là không có tu luyện. Lập tức nhiều 160 môn, Lục Minh khá là hưng phấn. Những cái này, những cái này. Trừ đó ra, còn dư lại 160 môn bí thuật, ta toàn bộ muốn. Lục Minh chỉ ra hắn đã có 60 môn bí thuật nói. Khương Nhạc Bang mắt sáng lên, lập tức mua sắm 160 môn bí thuật, đây chính là làm ăn lớn. Bí thuật, tự nhiên cũng có phân chia cao thấp, giá cả cũng khác biệt, nhưng là 160 môn bí thuật giá cả, cũng phi thường cao hơn. Khương Nhạc Bang đem 160 môn bí thuật giá cả báo một lần. Những năm này, Lục Minh đánh chết số lớn địch thủ, trong tay tích lũy số lớn tài phú, tài đại khí thô, con mắt đều không nháy mắt, liền trả thần tinh, toàn bộ mua xuống. Thu hồi 160 môn bí thuật, Lục Minh khá là cao hứng. Khương huynh, các ngươi nếu như còn có bí thuật khác ta không có, ta tất cả đều muốn. Lục Minh nói, ta ngược lại thật ra muốn làm Mục huynh cái này sinh ý, nhưng là muốn thu thập những cái này bí thuật, cũng không dễ dàng, nhưng ta ngược lại là có một đầu phương pháp, Mục huynh ngược lại là có thể thử xem, cũng có thể lấy được không ít bí thuật. Khương Nhạc Bang nói, cái gì phương pháp? Lục Minh lập tức hứng thú. Hắn nhưng là có 60 vạn ức cái tế bào. Mỗi một tế bào bên trong đều có thể dung nhập một loại bí thuật. Bí thuật dung nhập càng nhiều, chiến lược tự nhiên là càng mạnh. Hơn nữa dựa theo phi hoàng ý tứ, vừa bắt đầu cần tích lũy, chỉ có tích lũy đến đầy đủ bí thuật, đến đằng sau mới có thể đi ra bản thân con đường, chân chính siêu thoát. Nhưng là tích lũy không đủ, là rất khó làm được. Cho nên, bí thuật đối với Lục Minh mà nói, là càng nhiều càng tốt. Ở Thượng Xuyên Tinh, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một lần giao dịch hội, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều chủng tộc rất nhiều cao thủ tham gia, mỗi người đều biết xuất ra bảo vật, cùng những người khác trao đổi bản thân cần dùng đến bảo vật,
Trên tay những người này, hơn phân nửa có thật nhiều bí thuật, có thể cùng trao đổi. Khương Nhạc Bang nói. Tốt, giao dịch đại hội, từ lúc nào tiến hành? Lục Minh hỏi. 3 tháng sau. Khương Nhạc Bang nói, Mục Huynh, ngươi Mộng Huyễn Thần Ngọc tên gọi là gì, đến lúc đó có tin tức, ta lấy Mộng Huyễn Thần Ngọc thông chi ngươi. Ngạch, ta không có Mộng Huyễn Thần Ngọc. Lục Minh nói. Lúc trước hắn khối kia Mộng Huyễn Thần Ngọc, để lại cho quá khứ thân, hắn mặc dù từ những người khác nơi đó chiếm được không ít Mộng Huyễn Thần Ngọc, nhưng là những cái kia Mộng Huyễn Thần Ngọc, đã bị những người khác khóa lại, căn bản không dùng đến, tương đương phế phẩm. Ngạch. Khương Nhạc Bang cũng có chút im lặng. Ở Hồng Hoang vũ trụ bên trong, chỉ có một ít tiểu thế lực, hoặc là rất vắng vẻ địa phương nhỏ, mới có thể không có Mộng Huyễn Thần Ngọc. Lớn hơn một chút vũ trụ cấp thế lực, một chút đại chủng tộc, muốn làm đến Mộng Huyễn Thần Ngọc, cũng không khó. Trước đó Lục Minh xuất thủ rất xa hoa, không giống như là mua không nổi Mộng Huyễn Thần Ngọc người. Sau đó, Lục Minh lại hướng Khương Nhạc Bang mua một cái Mộng Huyễn Thần Ngọc, đặt tên là Mục Vân, cùng Khương Nhạc Bang lẫn nhau rơi xuống phương thức liên lạc, Lục Minh liền cáo từ rời đi, tìm một cái khách sạn ở lại. Tiếp lấy liền bắt đầu tu luyện bí thuật. Theo Lục Minh tu luyện bí thuật càng nhiều, hắn tu luyện bí thuật tốc độ liền càng lúc càng nhanh, một lần này chiếm được 160 loại bí thuật, 3 tháng, Lục Minh liền tu luyện thành 60 loại. Như thế, hắn các vị trí cơ thể tế bào, liền sáp nhập vào 190 loại bí thuật. Những cái này bí thuật, đủ loại, có am hiểu tốc độ, có am hiểu công kích, có am hiểu phòng ngự, có phụ trợ loại hình. Có khu độc, có phụ trợ chữa thương. Mặc dù, chữa thương khu độc bí thuật, đối bây giờ Lục Minh mà nói, cũng không đại dụng, nhưng Lục Minh y nguyên toàn bộ tu luyện. Lại tu luyện 60 loại bí thuật, Lục Minh thực lực tổng hợp mạnh hơn. Những cái này bí thuật, dung nhập ở Lục Minh toàn thân các cái bất đồng tế bào, theo hắn tâm niệm vừa động, liền sẽ bạo phát đi ra, uy lực kinh người. Mà lúc này, Lục Minh cũng nhận được Khương Nhạc Bang tin tức truyền đến, giao dịch đại hội muốn bắt đầu. Lục Minh đầu tiên gặp được Khương Nhạc Bang, đi theo Khương Nhạc Bang, đi tới một cái to lớn đại điện bên trong. Đại điện phạm vi phi thường phổ biến, ở đại điện bên trong, bày ra ở từng chương cái ghế. Những cái này cái ghế, làm thành một vòng tròn, tối thiểu có hàng ngàn tấm cái ghế. Lục Minh cùng Khương Nhạc Bang đến thời điểm, đã có không ít người đến, ngồi trên ghế. Có chút người quen biết, nói chuyện phiếm với nhau. Có ít người, sắc mặt lạnh lùng, ngồi một mình ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Lục Minh cùng Khương Nhạc Bang sau khi đến, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, người trong đại điện số càng ngày càng nhiều, từ từ, hàng ngàn tấm cái ghế đều muốn ngồi đầy. Đó là Bang Nguyệt Đằng tộc Nguyệt Thường. Thật là hắn, không nghĩ tới, Bang Nguyệt Đằng tộc người cũng tới. Chung quanh, truyền ra mấy đạo thanh âm, hơi kinh ngạc cùng ngưng trọng. Bang Nguyệt Đằng tộc. Lục Minh trong lòng hơi động, đây là một cái đại chủng tộc, ở Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trên, xếp hạng 437, đây đã là Hồng Hoang vũ trụ đỉnh cấp đại tộc. Lục Minh ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy một thanh niên, người mặc trắng bạc trường bào, mang theo mấy cái đại hán trung niên, đi đến, ở mấy chương chỗ ngồi ngồi xuống. Bên cạnh, những người khác vội vàng hướng Bang Nguyệt Đằng tộc thanh niên hành lễ, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Thiên Hoàng tộc người cũng tới. Lại có một thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt, nhìn phía cửa vào ra. Nơi đó, một người mặc áo bào xanh, sắc mặt tà dị thanh niên, mang theo mấy người, bước nhanh đến. Thiên Hoàng tộc, Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 356, sau Bang Nguyệt Đằng tộc càng thêm khủng bố. Thiên Hoàng lướt qua, không có một ngọn cỏ, vô cùng kinh khủng. Nguyệt Thường, ngươi cũng tới, một lần này, ngươi mang bảo vật gì? Thiên Hoàng tộc thanh niên thấy được Nguyệt Thường, tà dị cười một tiếng. Ta tự nhiên có bảo vật, nhìn ngươi có thể hay không có ngang cấp bảo vật trao đổi. Nguyệt Thường lạnh lùng đáp lại, Bang Nguyệt Đằng tộc mặc dù xếp hạng không bằng Thiên Hoàng tộc, nhưng hắn không sợ đối phương. Thiên Hoàng tộc thanh niên tà dị cười một tiếng, dẫn người ở một mảnh ngồi xuống. Theo hai đại chủng tộc thiên kiêu tiến vào, đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng lên, sau một tiếng, đại điện đã ngồi đầy người. Lúc này, một cái lão giả dậm chân tiến vào. Lão giả tóc tuyết bạch, nhưng là tinh thần sáng láng. Cảm tạ chư vị quang lâm một lần này giao dịch hội, bất quá giao dịch hội có giao dịch hội quy củ, ở trên giao dịch hội, không thể động thủ, kẻ vi phạm, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Lão giả liền ôm quyền nói. Nhất định nhất định. Đại điện đám người, vội vàng trả lời. Ngay cả Nguyệt Thường, còn có Thiên Hoàng tộc thanh niên, đều không được không thận trọng đối đãi. Bởi vì, lão giả hậu trường, không thể coi thường,
nghe nói cùng Hồng Hoang vạn tộc bảng 100 người đứng đầu cường đại chủng tộc có quan hệ. Thiên Hoàng tộc, Băng Nguyệt đằng tộc, cũng không dám lỗ mãng. Tốt rồi, giao dịch đại hội bắt đầu a, liền từ lão phu làm cái đầu a. Lão già tóc trắng nói xong, bàn tay hắn phát sáng, một kiện xinh xắn khôi giáp xuất hiện ở trong tay. Cái này khôi giáp, tên là Định Hồn Giáp, có cường đại linh hồn năng lực phòng ngự, coi như đụng phải cùng cấp bậc hồn tộc cường giả, cũng có thể phòng ngự một hai. Lão già tóc trắng giới thiệu, đụng phải đồng cấp cường giả, đều có thể phòng ngự một hai. Lập tức, rất nhiều người ánh mắt, đều lộ ra hỏa nhiệt chi sắc. Hồn tộc, là Hồng Hoang vũ trụ đối linh hồn nghiên cứu mạnh nhất chủng tộc, công kích linh hồn thiên hạ vô song, khủng bố tới cực điểm. Coi như cùng là 10 vị trí đầu chủng tộc khác, đều đối hồn tộc vô cùng kiên kỵ. Mà cái này kiện khôi giáp, tính cả cảnh giới hồn tộc công kích linh hồn, đều có thể phòng ngự một hai, há chẳng phải là nói rõ, gặp được chủng tộc khác công kích linh hồn, đồng cấp một trận chiến, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Tỷ như Vu tộc, chỉ sợ đồng cấp một trận chiến, đều khó mà phá mở cái này khôi giáp a. Tiền bối, ngươi muốn đổi cái gì? Có thể dùng đến cảnh giới gì? Lập tức, rất nhiều người hỏi thăm. Cái này khôi giáp, tối thiểu có thể dùng đến thần hoàng nhất trọng, ta cần đổi một gốc hoàng cấp thần dược. Lão già tóc trắng nói. Chỉ có thể dùng đến thần hoàng nhất trọng. Muốn đổi một gốc hoàng cấp thần dược. Rất nhiều người lộ ra vẻ tiếc nuối. Thần hoàng nhất trọng, đối với thông thường vũ trụ cấp thế lực mà nói, đã là cao không thể chạm. Nhưng là đối với Hồng Hoang vạn tộc bảng loại cường đại này thế lực mà nói, cũng không phải là khó như vậy lấy đạt tới. Chỉ có thể dùng đến thần hoàng nhất trọng, nói cách khác một khi đạt tới thần hoàng nhị trọng, cái này khôi giáp uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, tương đối, giá trị cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Hơn nữa đổi một gốc hoàng cấp thần dược. Hoàng cấp thần dược, thế nhưng là đối thần hoàng cảnh cường giả tu luyện hoặc là đột phá, đều có tác dụng lớn. Đổi một kiện chỉ có thể dùng đến thần hoàng nhất trọng linh hồn phòng ngự khôi giáp, có chút không có lợi lắm ha. Cho nên, trong lúc nhất thời không có người lên tiếng. Một lát sau, tiền bối, đổi một gốc hoàng cấp thần dược, không khỏi yêu cầu quá cao, có thể hay không thay cái điều kiện. Có người hỏi thăm, lão phu liền cần một gốc hoàng cấp thần dược, có vị nào muốn đổi không? Lão già tóc trắng lại hỏi. Không người đáp lại. Hoàng cấp thần dược, vốn là rất chân quý. Có tiền mà không mua được, tự nhiên không có lấy đi ra đổi. Lục Minh trên người mặc dù có hoàng cấp thần dược, hơn nữa còn không chỉ một gốc, nhưng là hắn đối cái này khôi giáp, không có hứng thú chút nào. Hiện tại, trong thức hải của hắn, cũng không linh hồn, hắn linh hồn, phân tán ở mỗi một cái tế bào, bình thường công kích linh hồn, cơ bản đối với hắn vô hiệu, cho nên hắn căn bản không hứng thú. Sau một lúc lâu, y nguyên không người để đổi, lão già tóc trắng thất vọng thở dài, thu hồi khôi giáp, ngồi xuống. Ta tới a. Sau đó, có một cái trung niên đại hán đứng lên. Đón lấy, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp ngọc mở ra sau, bên trong là một căn hình kiếm tinh thạch. Đây là kiếm thần tinh, đối với tu luyện kiếm loại bản nguyên bí thuật người, có tác dụng cực lớn, có thể phụ trợ chặt đứt gông xiềng, ta đổi một cái tăng thần đan, có muốn đổi sao? Đại hán trung niên nói. Lập tức, rất nhiều người mắt sáng rực lên. Ngươi cái này kiếm thần tinh. Đối với kiếm loại bản nguyên bí thuật chặt đứt gông xiềng có thể có bao nhiêu tăng phúc? Có người hỏi thăm. Có thể gia tăng 5 thành hiệu suất. Đại hán trung niên nói. 5 thành. Không ít người ánh mắt càng thêm lửa nóng. Có thể gia tăng 5 thành hiệu suất, đã phi thường không đơn giản, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Lúc đầu, chỉ cần thời gian 10 năm, hiện tại chỉ cần 6 đến 7 năm dáng vẻ. Huống chi, đối với phổ thông thần quân thậm chí thần hoàng mà nói. Vừa tu luyện chính là vài ước năm, cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Bất quá rất nhiều người thở dài, bởi vì, tăng thần đan chân quý giống nhau. Tăng thần đan, có thể gia tăng một người tiềm lực. Tiềm lực, đối với tu hành giả mà nói, là trọng yếu nhất. Bởi vì tiềm lực, quyết định một người tương lai có thể đi tới một bước nào, quyết định một tu vi cá nhân hạn mức cao nhất. Đây là cực kỳ chân quý. Ta và ngươi đổi. Qua một hồi lâu, rốt cục có người mở miệng. Mọi người ánh mắt nhìn lại, phát hiện là một cái lão giả. Lão giả này, xuất ra một cái bình ngọc, đi đến đại hán trung niên trước người. Nơi này có một cái tăng thần đan, ngươi cầm lấy đi kiểm tra một chút. Lão giả nói. Trung niên nam tử gật gật đầu, kết quả bình ngọc quan sát, sau đó lộ ra mãn ý tiếu dung. Cái này đích xác là tăng thần đan, hắn đổi lấy, là cho hắn dòng dõi sử dụng, người trẻ tuổi, tăng cường tiềm lực trọng yếu nhất. Chờ lớn tuổi, muốn tăng cường tiềm lực, sẽ rất khó.
Ta đổi. Đại hán trung niên đem kiếm thần tinh giao cho lão giả. Hai người theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, đều hài lòng về tới trên chỗ ngồi. Sau đó, giao dịch tiếp tục. Ta chỗ này có một mai hỏa nguyên quả, đối tu luyện hỏa thuộc tính thần lực, có chỗ tốt rất lớn, có thể trợ giúp thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cho dù là lần thứ tư lần thứ năm thức tỉnh, đều là như thế, ta đổi một loại đối đao loại bản nguyên bí thuật tu luyện hữu ích bảo vật. Một cái trung niên phụ nhân nói, hỏa nguyên quả, không ít tu luyện hỏa thuộc tính thần lực người, con mắt lại phát sáng lên. Sau đó bắt đầu có người hối đoái. Bất quá, Lục Minh đối cái này, không có hứng thú gì. Hắn thấy, hỏa nguyên quả, kiếm thần tinh, so với ở long tộc mẫu tinh lấy được sinh nguyên thảo, thiên nguyên quả, có chênh lệch rất lớn, thậm chí hoàn toàn không thể sánh bằng. Kiếm thần tinh, chỉ đối kiếm loại bản nguyên bí thuật hữu dụng, hơn nữa hiệu suất chỉ đề thăng 5 thành. Hỏa nguyên quả, chỉ có thể đối hỏa thuộc tính thần lực tu luyện thần lực bản nguyên thừa số hữu dụng, hơn nữa hiệu suất, chỉ có thể tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, hai loại kéo dài thời gian, đều so sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả lâu một chút. Nhưng là công hiệu, lại cách biệt quá xa. Đệ nhất, sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả, thế nhưng là không có thuộc tính hạn chế, đối bất luận cái gì thuộc tính thần lực, hoặc là bất luận cái gì bản nguyên bí thuật, đều hữu dụng. Đệ nhị, sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả, luyện hóa một cái, có thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật, căn bản không cần cần bao nhiêu thời gian đi từ từ thôi. Có hai thứ này, giá trị liền chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Giao dịch, đang tiếp tục, bất quá, những người này lấy ra bảo vật, Lục Minh đều không có hứng thú gì. Lục Minh hiện tại liền đúng hai loại bảo vật có hứng thú. Một cái, chính là ẩn chứa đại lượng năng lượng bảo vật, bất quá Lục Minh hiện tại trong tay thần dược đều có không ít, đủ một đoạn thời gian. Mặt khác, Lục Minh chính là đối đủ loại bí thuật có hứng thú, đây cũng là một lần này hắn đến mục đích. Bất quá, cũng không có người cầm bí thuật đi ra đổi. Một ngày sau đó, tối thiểu có vài trăm người giao dịch bảo vật, đều không có Lục Minh mong muốn, cho nên, Lục Minh dứt khoát tự đứng ra. Ta tới a. Lục Minh đứng dậy, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía hắn. Bàn tay phát sáng, Lục Minh trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc thần dược. Đây là quân cấp thần dược. Thần quân cảnh bất luận cái gì cấp độ tu vi, luyện hóa về sau, đều có thể cực nhanh tăng cao tu vi, đối đột phá cảnh giới cũng có đại dụng, hơn nữa dược lực, là đồng cấp thần dược gấp 3. Lục Minh giới thiệu nói. Đúng là như thế, long tộc mẫu tinh phong ấn nhiều năm như vậy, những cái kia di tích thánh địa bên trong sản xuất thần dược, dược hiệu phi thường kinh người, là đồng cấp cấp độ thần dược nhiều gấp mấy lần. Đồng loạt, mấy trăm hơn ngàn đạo hỏa nóng ánh mắt, đều hội tụ ở Lục Minh trong tay thần dược phía trên. Dù sao, hiện trường người, đại bộ phận đều là thần quân cảnh tu vi, thần hoàng cảnh, cực ít cực ít. Thần dược này, đối bọn hắn mà nói, công hiệu cũng quá lớn. Ngươi cần đổi cái gì? Có người hỏi. Ta muốn bí thuật, một gốc thần dược, đổi ba loại bí thuật, hơn nữa còn là ta không có bí thuật. Lục Minh nói. Đổi bí thuật. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Cùng trước đó Khương Nhạc Bang nghi hoặc một dạng, người bình thường đối bí thuật yêu cầu sẽ không cao lắm. Chỉ tu luyện số ít phụ trợ bí thuật, chủ yếu tu luyện vẫn là bản nguyên bí thuật. Trừ phi là thể chất bí thuật, hoặc là trong truyền thuyết 3000 đại cổ bí thuật. Lại không biết Lục Minh đổi những cái này bí thuật làm gì, bất quá đám người cũng không nghĩ nhiều, Lục Minh đổi nhiều như vậy bí thuật, đó là hắn sự tình. Bọn họ chỉ muốn lấy được thần dược. Ta tới cùng ngươi đổi. Ta tới đổi. Lập tức, liền có không ít người kêu lên, tối thiểu có mấy chục người. Ta mở miệng trước. Ta trước đổi. Ai nói là ngươi mở miệng trước, có chứng cứ không, rõ ràng là ta mở miệng trước. Mấy chục người, thế mà cạnh tranh kịch liệt lên. Chư vị. Lục Minh khoát tay, hiện trường an tĩnh lại. Chư vị, thần dược trên người của ta không chỉ một gốc, chỉ cần các ngươi có bí thuật, ta đều sẽ hối đoái. Lục Minh nói. Dạng này, mọi người mới an tĩnh lại. Ta là cái thứ nhất. Một cái lão giả vọt ra, đi tới Lục Minh trước mặt. Sau đó lấy ra ba cái ngọc bài, đưa cho Lục Minh. Tiểu huynh đệ, trong này có ba loại bí thuật, ngươi xem một chút. Lão giả nói. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, khẽ lắc đầu nói, ba loại này bí thuật bên trong thiên nhãn thông, ta đã có, ta cần ta không có bí thuật, mới có thể đổi. Tốt, ta đổi một loại. Lão giả vội vàng lấy ra một khối khác ngọc bài. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, hài lòng gật đầu. Một loại này bí thuật, là Lục Minh không có. Lục Minh đem thần dược đưa cho đối phương,
thành công thu được 3 loại mới bí thuật. Thu hồi bí thuật về sau, Lục Minh trong tay lại xuất hiện một gốc thần dược. Một bụi này thần dược dược hiệu cùng trước đó cái kia một gốc không sai biệt lắm, y nguyên đổi 3 loại ta không có bí thuật. Lục Minh nói, ta tới trước. Lập tức, lại có nhóm lớn người kêu lên. Bởi vì, Lục Minh cần đổi hắn không có bí thuật, sớm như vậy một bước, thì có chỗ tốt rồi. Nếu như muộn mà nói, lấy ra bí thuật cùng người phía trước trùng điệp, há không phải là không thể đổi. Lục Minh im lặng, chỉ có thể chính hắn tuyển. Liền vì tiền bối này a. Lục Minh chỉ hướng một cái trung niên đại hán, thành công đổi được 3 loại mới bí thuật. Cứ như vậy, Lục Minh tổng cộng dùng 10 cây thần dược, đổi 30 loại mới bí thuật. Nếu như vậy, Lục Minh tu luyện thành công, có 190 loại, còn không có tu luyện, có 130 loại. Bất qua lúc này, Lục Minh không có tiếp tục xuất ra thần dược đổi. Dù sao, thần dược hắn cũng là yêu cầu, tu luyện về sau, không thể rời bỏ năng lượng. Còn dư lại, Lục Minh muốn giữ lại. Bất quá, Lục Minh trên người, còn có mấy loại bảo vật. Sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả. Sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả, đối Lục Minh hiện tại thân, không chỗ hữu dụng, đối quá khứ thân mới là có tác dụng lớn, cho nên Lục Minh cũng không có mang bao nhiêu ở trên người, mỗi một loại chỉ dẫn theo số ít, tìm cơ hội hối đoái một chút tài nguyên. Tâm niệm vừa động, một gốc sinh nguyên thảo xuất hiện. Sinh nguyên thảo, mọi người hẳn nghe nói qua à. Lục Minh nói, không có làm qua nhiều giới thiệu, bởi vì loại bảo vật này, đám người không có khả năng không biết. Quả nhiên, Lục Minh mới mở miệng, hiện trường liền truyền ra trận trận kinh hô, sau đó nguyên một đám ánh mắt lửa nóng hướng về sinh nguyên thảo. Sinh nguyên thảo, thế nhưng là đối cái gì thuộc tính thần lực đều có đại dụng a, hơn nữa hiệu quả kinh người, quả thực là tu luyện thần lực bản nguyên thừa số bảo vật bên trong cực phẩm trong cực phẩm. Ta cần dùng một gốc sinh nguyên thảo, hối đoái 20 loại ta yêu cầu bí thuật. Lục Minh khai xuất điều kiện. 20 loại. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Người bình thường, trên người không có quá nhiều bí thuật, 20 loại, bọn họ căn bản lấy ra. Hơn nữa, vẫn là Lục Minh yêu cầu bí thuật, cùng Lục Minh nắm trong tay bí thuật trùng hợp, hắn cũng không cần. Điều kiện này, quá khó khăn. Ngươi đổi một cái điều kiện a, ta có thể dùng những bảo vật khác, cùng ngươi hối đoái. Một thanh âm vang lên, mọi người thấy, mở miệng là thiên hoàng tộc thanh niên kia Thiên Kiêu. Hắn thần sắc lạnh lùng, tựa hồ không phải đang cùng Lục Minh thương lượng, mà là mệnh lệnh. Trong lòng mọi người chấn động. Đây là thiên hoàng tộc thanh niên đệ nhất lần mở miệng giao dịch, nhất định là đối sinh nguyên thảo động lòng. Cũng phải, càng là thiên tài, đối loại bảo vật này, thì sẽ càng tâm động. Sinh nguyên thảo, có thể tiết kiệm thời gian dài, đối với thiên kiêu mà nói, quá có lực hút, cái này có thể trợ giúp hắn đi ở mặt khác thiên kiêu trước mặt. Hết tập 244.